em mấy đứa chỉ đọc 99 hả? Em đọc 199 mà chưa, em không đọc 99 bao giờ đâu. Nhiều khi mọi người em đọc 199 mọi người nghe từng 99 đấy. 199. Em đọc bao nhiêu mọi người? Nếu mà đọc sai thì cho em xin lỗi. Khi em đọc 199 thì em không có đọc 99 đâu. Nhiều khi mọi người nghe lộn á, không nghe chữ số 1 đằng trước á, chứ em không có bạn nào đó 99 nhìn bao giờ hết đó mọi người. Rồi cái này ghi dùm em nha. 69.000 ghi cho em là áo đen. Áo đen 69.000. Áo đen. Áo đen dùm em. Lộn áo nu chứ. Phường Nguyễn áo riêng 199. Ủa sao mấy con khách mới vô kêu mình đọc 99 không ta? Có ai khách quen bên em cái không mọi người? Áo nu chỗ qua Zalo có rồi mà. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Ủa là trời, em đọc cái gì mọi người nói dùm em cái đi. Rồi cái này ghi dùm em nha. 199 không phải 99 nha. 199. Rồi set babydoll 99k này, cái này mới là 99 nè. Rồi cái này ghi dùm em nha. Thôi đọc lộn thì đọc lại, lộn thì lại thôi. Hột vịt mà còn lộn mà mấy chị. Nói gì lời nói. Sao đâu. Rồi cái này ghi dùm em nha. Set babydoll 99.000. 100.000 thôi, bây giờ đọc mẹ 100 đi. Hỏi 99 nó mệt quá. 200 mình đọc mẹ 200 đi cho nó đỡ mệt. 200 mà nghe 20 thì nó là vấn đề rồi. Rồi 100.000 ghi cho em nha. Set à, cái này là 240. Sao còn 100 luôn. Nào nào mà 100 mà nghe thành 200 là lúc đó là xong rồi. Set babydoll ngân hí. Ừ đọc mẹ luôn đi ha. Mẹ gì mà 99 cho nó mệt. Tại vì thích vậy. Rồi cái này ghi dùm em nha. Cái đơn của Tara Ngọc đi rồi á hay sao? Ngọc ơi đi rồi. Quần này còn cái L xả tặng mọi người 120 luôn. Có cái duy nhất là quần ống rộng á, không phải ống lê nha. 120.000. Cái này là ống 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 suông chứ không phải ống rộng. Nói ống rộng cũng không đúng. Ống suông nha mọi người. Còn có cái size L thôi, 120. Ừ đọc mẹ luôn đi. Đỡ mệt ha mọi người ha. Rồi ai lấy thì ghi dùm em, cái này là siêu co giãn nha. Ghi dùm em là quần 120.000. Cái này tầm 56-57 kg đổ lại thôi mọi người. Jean nhưng mà nó form nhỏ mà nó co giãn. Rồi ai lấy ghi dùm em 120 size L. Ghi cho em là 120 size L cho mọi người. Rồi áo tay dài. Tới giờ rồi đó. Rồi áo tay dài dùm em. Màu gì đó, màu không biết em xe màu đen. Giờ còn có cái xe 80.000 luôn, không bộ màu đen xe 99 á. Còn cái màu này, cái này là hàng giống như là cái vải của nó giống như vải hàng Âu á mọi người. Cái này vải nó đẹp lắm. Này, xịn ơi là xịn, nó không phải là thun thường đâu, thun xịn lắm mọi người. Cầm cái áo này về là sẽ biết khác hẳn luôn. Em bữa hôm bán là 220 á, rồi xe 80, còn cái có cái duy nhất màu đó thôi. Ôi đi chỉ cái xác thiệt ha. Rồi áo này ghi dùm em một trắng một nu 69.000. Có hai cái à. Trắng với nu 69 nha mọi người. Chấm chấm bài dùm em đi mọi người. Không mua thì chấm bài dùm em đi. Này chấm đi chứ. Trời ơi cái chất thể thao gì mà. Xám trắng đen. Rồi cái này ghi dùm em nha. Áo dùm em. Rồi comment giúp em nha mọi người. Hai màu dùm em nha. Màu giúp em kèm màu. Màu nha mọi người nha. Rồi áo này em còn hai cái duy nhất. Đây là màu màu đen. Áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Lại khóa cái cửa đem ơi. Áo này đẹp lắm. Để mặc cho mọi người coi cái áo này siêu siêu xịn luôn. Bán ý nhưng mà vẫn chai mặt xả lệ cho mọi người. Đó, sale luôn. Cái này ghi cho em là xe 120. Cái này là tiền nào của nó. Len là len là cao cấp nha mọi người nhá. Ghi cho em là len trắng với lại là len đen. Len trắng với len đen. Còn cái xanh thun trắng 69 cho gì đó. Ở đâu mà đòi ghế nhà em.
nha, ghé là ghé một trong hai ngày nha. Đó, một trụ kêu ghé mà từ gần cả nửa tháng chưa ghé đó. Rồi ai đấy thì ghi giùm em nha. Mấy cái bà ghé đó là mai mốt thấy ghé là chửi trên like luôn ấy. Bỏ hàng ngâm cả nửa tháng trời chưa ghé. Không ghé được thì để em đi ship cho, có lấy tiền ship đâu mà lo. Em đích thân đi ship cho mấy chị đó. Đùa đâu. Rồi ai đấy ghi giùm em nha. Comment giúp em. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Cái này là màu cáp nào tôi ghi thanh lý. Cái này đồ mới mà má, thanh lý đâu ra đây nữa. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu đen. Cái này ghi cho em là màu xanh với màu trắng. Đen xanh trắng giùm em. Má cái áo siêu đẹp luôn á. Đẹp ha. Dễ thương. Xuất sắc. Bao cưng luôn đó mọi người. Cái áo này mọi người mặc với lại là chân váy cũng xinh. Nói chung là cái nào mọi người mặc cũng xinh hết. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu. Màu giúp em nha mọi người. Sẽ rô An Biên Kiên Giang. Áo tay dài 80. Cái áo vàng lúc nãy em. Cái áo vàng lúc nãy. À, em còn một cái quần này duy nhất. Quần thể thao mọi người. Có cái duy nhất à. Có cái duy nhất sale 79.000. Có cái thôi nha mọi người nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Cái này là quần dạng như là quần nó là dạng quần thể thao. Nhưng mà vải nó đẹp lắm nha. Vải rất là xịn luôn. Rồi ai lấy quần thì ghi giùm em là quần nha mọi người. Quần quần giùm em nha. Ai lấy quần ghi giùm em. Rồi set thể thao. Cái này bán tặng luôn. Xỉ nha em lấy 100 set với là giá 80 79. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đẹp đang bọc lắm đó mọi người. Quần thể thao hết rồi. Quần đã cho ấy. Hết rồi bà ơi. Bà ơi cái set này bán tặng luôn nè. Đó. Có set rồi mọi người ơi. Đẹp lắm. Hôm bữa là 200 mấy. 206. Sale 199 lần đầu tiên. 199. Sale 109 lần thứ 3. Và đợt này là còn có set bán tặng luôn 150. Có set rồi mọi người ơi. Ghi cho em là set thể thao hàng loại 1 nha. Đừng ai nói hàng này hàng loại 2 chắc tôi xỉu á. Ai mà nhận cái set này, nói set này em bán nhiều lắm rồi đó. Ai mà chắc phải em bán được 500 set này rồi đó. Mọi người có nhớ là màu xám, màu đen với màu trắng không mà hết rồi. Còn có set màu trắng thôi. Ghi cho em là set 150. Có set thôi mọi người ơi. Ai mà biết cái set này em bán xịt như thế nào rồi. Lên áo kiểu sexy em không bán đồ sexy chị. Set cho Trần Hoa. Còn màu đen không thì như là hết rồi. Này còn một set màu đen này. Đẹp lắm. Mua 150 là bao bèo cho mọi người luôn rồi. Còn có set màu đen thôi. Cái này hôm bữa có 3 màu lận. Nhưng mà hết sạch rồi mọi người. Không còn đâu. Còn làm sao mà sale được giá này. Khách chỉ nhà em lấy 100 set là đã giá 180 rồi. 80 là 85 gì á. Mà giờ là mọi người mua một set quá rẻ. Áo dung mặc là 120 cho Kim Thơ Nguyễn Thị. Đây nha mọi người nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Trắng còn không? Xếp trắng còn không? Cho Vũ Ngọc Quỳnh Như. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi có 150 quá rẻ luôn đó mọi người. Mọi người thấy em mặc cái set này đúng không? Em chụp hàng cho mọi người và em like trực tiếp. Cái set này rất là đẹp. Cái này em nói thật luôn á. Quá xịn luôn mọi người. Đi thêm một cái đôi giày thể thao nhẹ thôi. Mặc lên form rất là đỉnh luôn. Bỏ cái màu trắng ra cho Trần Hoa đi. Vậy là em còn chưa một set màu trắng á. Bạn nào lấy màu trắng thì ghi giùm em là màu trắng nha. Có 150.000. Mọi người thấy bình thường không? Cái quần này mọi người mua không đã là bao nhiêu rồi. Hôm bữa mua rẻ không là 140 rồi đó nè. Xịn không? Rồi đen giùm em. Phô mai kem là đen. Còn dư một set trắng. Ai lấy đưa chị lại set trắng đó đi. Còn dư một set trắng ai lấy không? Ai lấy trắng thì comment giúp em là trắng. À, đẹp quá. Thì có mọi người quá rẻ luôn á. Giảm bán giá này luôn á mọi người. Ai lấy trắng thì ghi giùm em nha. Form là form ôm. Áo là form ôm. Còn quần là form như thế này nè. Xịn không? Ai lấy ghi giùm em. Còn chưa một set trắng nha. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng. Toàn là xe với bà. Quá rẻ luôn. Rồi cái quần này là quần loại 1 giùm em nha. Quần này là 240. Nè. Nhìn cái quần giùm em. Trời ơi không chết em á mọi người. Quần này xịn không? Trời, quần này để em mặc cho mọi người cái màu đen cho mọi người nhìn cho mọi người xịn chơi vậy đó. Đây để em
mặt cho mọi người một cái. Hết đen hả? Dạ. Coi bên kia coi có không? Bởi chị thấy nè, em bưng ra một cọc đen, một cọc trắng đó. Bưng ra bưng vô cọc đen, cọc trắng đó. Một hồi nó lại lòi ra thêm nữa. Deadline thì bán không có. Đúng rồi, ship 35.000 toàn quốc. Đây nha mọi người, khá hồi cái quần. Hôi luôn đó mọi người ơi. Em nói cái quần này mà mọi người, ôi nó hách dáng kinh khủng luôn. Rồi quần này là quần nhung nha mọi người nhá. Hình như là hết đen, để coi còn đen không. Rồi cái này ghi cho em nhá. Quần này xả 199. Ghi cho em là quần 199 kèm màu. Rồi quần này này, xịt ơi là xịt luôn. Cái này là bằng nhung mà kiểu nhung len đó mọi người. Đó, chứ không phải là dạng thun nha. Nó không phải là thun. Cái này là hàng loại 1. Xỉ cái quần này hôm bữa là 2.15 rồi. Xịt không? Cái này em xem 199. Quần này mọi người mặc với áo 2 dây, áo laptop là rất là đẹp luôn. Đó, 199.000. Cái này là bằng len nha mọi người nha. Lưu ý cho em là bằng len nha mọi người. Dạng như là len á. Ai đấy thì ghi giùm em nhá, màu. Cái này giùm em là màu đen. Màu đen rồi màu nâu với màu kem nha mọi người. Nâu kem với đen, xem mọi người 199.000. Đẹp không? Xịn sò cực kỳ luôn. Form đẹp lắm. Form này là các hot girl người ta đang mặc rất là nhiều. Mặc với dạng như là áo hot đi để người ta mặc đi Đà Lạt hoặc mặc này kia, hoặc là ở ngoài ngoài Bắc người ta hay mặc cái này mùa đông đó mọi người. Mặc form lên rất là đẹp. Ở đây có cái set đen này. Úi, lung. Vừa cũng thấy cái áo không có cái quần. Quần này không có cái áo. Này set này. Set đen cho bà Nguyễn Thúy Nga. Cụt chung với nhau mà toàn áo lộn tè le. Rồi cái này quần còn cái. Rồi cái này ghi cho em là quần size M. Bán tặng như mấy chị luôn, 60.000. Cái M nhá, cái này quần M á mọi người. Ghi em là quần M 60. Quần M 60.000. Ghi em là quần M nha mọi người nha. Đây chỉ cái set chip của iBomb bên kia kìa. Đó. Rồi em còn một set chip bom này. Sale 120 luôn. Áo trắng sale còn có 120. Áo trắng sale còn có 120 thôi. Nè, set chip bạn nào lấy thì chốt liền giùm em nhá. Cái set chip 10 cái á mọi người. Ai lấy thì chốt liền giúp em. Sale 119.000 luôn. Á à, nó đẹp. Set chip giùm em 119.000. Bà này bom Nguyễn Lệ khách mới luôn. 119.000 ghi cho em là set chip. Cái này bom có set chứ mọi người ơi. Bom có set duy nhất. Ai lấy chip thì ghi giùm em là chip nha. 119.000. Quần này là co giãn tùy em ơi. Nó có size luôn á. Size SML. À size SM, không có ML. Size SM á em. Em lấy size nào? S thì nó nhỏ lắm. S nó nhỏ lắm. Eo này tầm khoảng chừng 50, 52, 53 trở lên. Eo nó nhỏ lắm. Mọi người biết là cái này nó thun mà. Cái này nó thun mà. Chứ đâu phải ấy đâu. Xếp chip cho bé Bo. Bé Bo đi cọc này. Áo này còn cái, áo này đẹp lắm. Áo này sale luôn. Má áo này đẹp ơi là đẹp. Bởi như là còn một cái màu đen nữa mà hết rồi. Ghi cho em là áo. Cái này đẹp quá mọi người. Khóa cửa chưa nhở? Lấy áo trắng đang mặc nha chị Lan. Má cái áo này mà không ai lấy là không ai lấy được, nó hơi bị hối hận đi. Trời ơi. Rồi áo này xả luôn 220. Áo này hàng loại 1 nha mọi người nhá. Áo này 220, hôm bữa có màu đen rồi mà em hết rồi. Trời ơi. Sale luôn cho mọi người sale luôn cho mọi người 135 luôn đi. Đó, sale mọi người 135 luôn. Áo này là mắc hơn cả cái áo này này. Mắc hơn cả cái áo này nhưng mà em sale rẻ hơn. Mắc hơn luôn, cái này là theo nha. Ghi cho em là áo hồng. Áo hồng xinh quá trời. Áo hồng xinh của người ta.
135 xinh cực kỳ luôn đó mọi người. Ghi cho em là hồng 135. Cái ống tay của nó là xịt như thế này luôn này mọi người thấy không? Cái ống tay là nó xịt như thế này luôn. Nó dài như vậy luôn và nó là bằng len nha mọi người nhá. Nó xịt hơn cái áo có cổ. Nó xịn hơn cái áo có cổ luôn, nhưng mà em bán cho mọi người có sale rẻ hơn cho mọi người. Cái áo có cổ luôn là 135.000. Ghi lên là áo hồng, cổ tròn. Cốt bảo thôi cũng không xinh nha. Đẹp ha. Rồi ghi cho em là hồng. Ủa không ai lấy áo này hả? Trời áo này đẹp xỉu luôn á. Rồi cái mã đẹp đủ rồi thì lại không lấy. Có 135.000 thôi. Rẻ lắm luôn đó mọi người. Quá rẻ luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Sơ mi. Sơ mi form rộng dùm em. Ghi cho em là sơ mi. Sơ mi form rộng. Ai đừng ngủ cái mũi nhỏ. Ngủ cái mũi kinh khủng luôn. Chị không có đồ sexy. Chị không có bán đồ sexy sao mà lên. Hờ vú hờ ngực hờ mông sao mà lên em. Chị không có bán. Rồi cái này ghi cho em là sơ mi sale 120 luôn. Không có một cái à. Không bán đồ sexy. Móc nó ra mà lên. Có quần xịt sexy đó. Xịt là sexy đó. Chứ có gì sexy đâu. Mặc sexy chồng nó đuổi ra khỏi nhà sao. Rồi cái này ghi dùm em nha. Set cao cấp 265.000 xả 150. Còn có set à 265 sale còn 150. Nguyễn Trinh lên địa chỉ. Má cái áo hồng này đẹp. Em phải thừa nhận là cái áo hồng này rất là đẹp luôn. Mà mọi người nghĩ sao không lấy cái áo hồng này. Cái này là nói thật tình luôn á. Vì sao mọi người không lấy cái áo hồng này trời. Hiểu luôn á. Chưa hiểu luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Ghi dùm em đọc set 150. Không có set à. 150 dùm em. Được cái áo đẹp rủ rủ thì lại không thích đường lấy. Được một cái áo đẹp rủ rồi thì không biết đường mà lấy. Cái này phối với quần jean là thôi luôn á. Rồi áo len có cổ này. Sale 120. Cái này là len có cổ nha. Có cái short duy nhất. Hôm bữa có màu trắng màu vàng nữa mà hết rồi. Len cổ bẻ 120. Ghi cho em là len cổ bẻ 120 nha mọi người. Ghi cho em là len cổ bẻ 120.000. Ai lấy len cổ bẻ ghi dùm em nha. Len đen cổ bẻ. Ai lấy len đen cổ bẻ thì ghi dùm em. Má sao lại em bị ngứa cái mũi kinh khủng luôn. Len cổ bẻ dùm em. Sơ mi xanh min cho ngoan kem. Rồi len là len đen cổ bẻ dùm em. Len đen cổ bẻ khoác đi đem còn cái. Rồi cái này ghi dùm em nha. Khoác thì em còn có cái sale 200. Không phải 199 mà 200. Còn có cái thôi. Này là ghi cho em là khoác rin. Ghi cho em là khoác rin nha mọi người. Tương tác lại dùm em đi. Facebook chán ha. Chán ha mấy chị ha. Rồi má hồi cái khoác này. Định luôn. Hồng dung mặt cho ngoan kem. Áo hồng dung mặt đẹp thật sự đấy mọi người ạ. Rồi cái này ghi cho em là khoác rin cao cấp xả 200 luôn. Má cái áo này là áo thông thường mấy chị đi nắng thì thôi luôn á. Nè, nó dày kinh khủng luôn. Nó dày hơn mấy cái áo laptop á mọi người. Nó dày hơn mấy cái áo laptop luôn. Nên mọi người thấy xịn sò không? Cái này người ta đang bán 300 mấy á. Quần suông xám L. Không em ơi mà hết rồi. Quần suông hình như là hết rồi mà. Còn không? 40kg không rộng. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Khoác rin 200.000 sale luôn. 200 nha mọi người. Ghi cho em là khoác rin 200. Ai lấy ghi dùm em là khoác rin 200.000. Ý cái set đen này còn cái này mấy bà ơi. Phải không ta? Không phải. 3 món. 3 món này xả bao nhiêu ta? Áo hồng cho Nguyễn Trinh. Đây 2 giây. Rồi mùa dịch mà con nào bom hàng thì có thiệp có quật thì thôi luôn đó mọi người. Ngày thường bom không sao chứ mùa dịch mà bom là nghiệp nó quật lắm ấy. Nghiệp quật Covid dính ấy. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Xét dùm em bằng cái này bằng len nhá. 275.000 sale còn 150. Cái này là sale rẻ luôn, sale tặng luôn. Xét 3 món nha mọi người nhá. Ai lấy xét 3 món ghi dùm em là xét 3 món. Xe cho mọi người 150 luôn. 3 món 150. 3 món 150 quần tây còn cái. Nên mấy bà né những cái thời gian mà không mua thôi, không có bắt, không có ép. Nên đừng có bao giờ bom hàng thì đó. Đang dịch mọi người có chữ bom hàng nghiệp dính Covid đấy.
Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người, quần tây size S có cái duy nhất à. Sale theo tặng chục luôn đi. Quần tây 90, 180 sale còn 90 có cái duy nhất là mấy chị. Size S nha mọi người nha. Ai lấy ghi dùm em là quần tây size S 90.000 có cái à. Một cái duy nhất, một cái thứ hai luôn. Rồi ai lấy quần tây nha, cái này là form bed ghi nha mọi người. Cái quần tây này mà mặc với cái áo này cũng đẹp. Em phối cho mọi người đồ là toàn đồ xịn xịn không á. Mà sale thì sale quá rẻ luôn. Em chết mất cái mũi quá. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Áo quần, áo chỉ mặc có màu duy nhất, có màu thứ hai. Có màu đen nữa mà hết lâu rồi. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo đen tay dài sale 80.000 này. 180 chứ. Sale 80.000 luôn. Có cái duy nhất à. Đen da rà tay dài, ghi cho em là đen da rà. Đen da rà 80. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen nha, 80.000. Ghi cho em là áo đen 80. Ở trong trong kia còn cái sơ mi nào không? Cái lông xả luôn đi. Áo sơ mi. Áo sơ mi là lý sơ mau. Ồ, áo này cũng đẹp. Áo Zara Hữu Nguyễn. Chị ơi, chị chuyển khoản đi chị ơi. Xin số tài khoản nãy giờ mà chưa thấy chuyển. Áo Dung đang mặc sale 135.000. Trong khi có đơn hôm bữa đây đã chưa chuyển rồi. Em chưa cho vô danh sách rồi. Rồi áo cúp ngực. Áo cúp ngực hàng loại 1 nha mọi người nha. Áo cúp ngực này xịn lắm mọi người ơi. Cúp ngực 145. Còn có 3 cái à. Ai lấy cơ chỉ cái màu xanh đi. Cúp ngực này em còn 3 cái 145 luôn. 195.000. Áo đen da ra đó còn cái nào không ta? Nó hồng nhung cái thì mình kề. Đây nha mọi người. Cái này là hàng xịn nha. Đó. Cúp ngực ôm ngực như thế này. Rồi 145. Cái màu xanh này mọi người. Cái này ghi cho em là cúp ngực 145 nha mọi người. Cái áo này mọi người thấy người ta bán hàng xưởng đã là 140 rồi đúng không? Nhà em bán là bán hàng Quảng Châu luôn. Rồi 145 ghi cho em là cúp ngực. Này bạn nào đòi áo sexy là nè. Cái này là quá sexy luôn. Cái này là siêu đẹp. Mọi người mặc là nó sẽ có một cái dây như thế này. Còn hàng giá rẻ nó không có đâu mọi người nha. Cái dây để cho mọi người giữ định hình cái ngực của mình nha. Ví dụ ai không có ngực là nó sẽ giữ cái ngực. Và nó đôn ngực lên. Đẹp lắm. Bây giờ không lẽ em đi mặc cho mọi người cái ta. Em đi mặc cho mọi người cái màu đen nha. Nó giữ cái ngực đẹp ơi là đẹp luôn. Áo Zara đen đó hình như là hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi đúng không? Coi cái áo Zara đen đó. Để em mặc cho cái mấy chị coi. Áo phòng này để cái mặc đi, nó đẹp. Cái áo bút ngực này nó đẹp lắm mọi người. 195 mà sale còn 145. Rồi cái này ghi cho em nha. Nó đẹp quá trời đẹp. Áo da đây nó còn không? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Trời ơi áo cúp ngực này siêu đẹp luôn đó mọi người. Mà hàng loại 1 mọi người thấy cái mặt cái tay lên không? Đỉnh không? Siêu đẹp này. Nó nâng cái ngực. Trời ơi. Ngực bé ngực lớn gì mặt nó nâng lên hết. Tại vì ở đây nó có một cái dây để giữ cho mọi người á. Nó không bị ấy. Ví dụ bạn nào mà không có ngực hay là có ngực thì mặc lên nó cũng nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn cái ngực mình rất là tròn và đẹp. Áo mọi thấy xinh không? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Cúc ngực kèm màu giùm em. Có 145.000 thôi mà mặc siêu nâng ngực luôn. Cái này là màu nu. Màu nu này mọi người. Màu đen với lại là màu màu xanh em mặc. Nu đen với xanh. Ai lấy thì ghi giùm em là nu đen với xanh nha mọi người. Sơ mi đâu rồi? Trời khách lai like chán ghê thì mấy cái đồ đẹp 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 toàn không chốt không? Buồn dã man. Rồi sơ mi này em còn mấy cái em xài mọi người 120 luôn. Hết hàng rồi mọi người. Sơ mi cao cấp 120 cái này hình như còn 2-3 cái gì thôi. Ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi nhá. 120
sơ mi cao cấp á, này không phải sơ mi hàng xưởng 70-80 nghìn đâu nha, cái này là sơ mi cao cấp giùm em, 120 giùm em, hết hàng rồi đó. Này, form y chang như vậy luôn, ai lấy sơ mi thì ghi cho em là sơ mi 120 sale luôn nha mọi người á, ai lấy thì chốt nha mọi người nha, comment giúp em là sơ mi 120, cái này siêu form siêu đẹp ha mọi người, em bán chắc phải là mấy ở đâu mấy, không phải mấy trăm đâu, mấy nghìn rồi đó. Comment giúp em là sơ mi 120 nha, áo sơ mi giùm em, ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi 120, sơ mi 120. Trời, mấy chị lên cái gì vậy trời, mới lên gì luôn ấy, lên gì vô mấy chị, em không biết lên gì luôn, thật tình luôn ấy. Em lên áo kiều nè, em lên quần nè, lên đủ thứ rồi đó. À mấy chị đâu có thích cái gì đâu. Trời, lên những cái mà đẹp kinh khủng khiếp luôn. Thiệt á, mà mấy chị còn không đái hoài luôn ấy. Em biết lên cái gì, set này đang hot lắm luôn. Set này được cái áo khoác, em chỉ cần mấy chị mua cái áo khoác này ở ngoài, đủ mấy chị mua được dưới 280-290 rồi đó, chứ đừng nói là nguyên cả set. Nguyên cả set này em xả còn có 200 nghìn, là cả cái áo khoác và cả cái quần nha mọi người nhá. Chứ mọi người muốn lên cái gì mọi người, quần jean em cũng lên 8-9 mẫu rồi, cũng không ai chốt luôn. Áo kiều thì hôm nay áo kiều là nhiều nhất luôn rồi đó, chưa bao giờ mà áo kiều nhiều như hôm nay luôn, cũng không chốt. Còn set thì em không có rồi, hình như là set em không có. Mùa này ít ai bán đồ set lắm, toàn là hàng xưởng lên set không, mà set rẻ rẻ 70-80 nghìn nó không có bán mọi người. Bán cái đó mất khách lắm, bán cái đó họ về mấy chị form không đẹp, mấy chị chê tiền ít mà cứ kêu là form không có đẹp, nhưng em không bán. Hồi xưa em còn bán hàng xưởng thì em không bán nữa, sợ lắm rồi. Nên là bán đồ hàng xịn xịn về thà form đẹp, chứ còn mà ví dụ như mắc hơn, ví dụ như 70-80 nghìn ví dụ đúng không, về form không đẹp mấy chị cũng kêu, mà thà như là mấy chị bỏ ra 150, gấp đôi số tiền về form đẹp thì mấy chị còn thích đúng không, còn quay lại. Chứ bỏ ra 70-80 nghìn về cái set không đẹp, mấy chị cũng kêu trời ơi má ơi, đồ gì mà form chả đẹp, tại vì có 70-80 nghìn. Cho nên là mấy chị, nhiều chị họ nói chuyện nghe chị cảm giác nó phi lý lắm, cho nên em mới từ bỏ hàng rẻ qua hàng mắc á, set cho nguyên phục, chứ không có giá đó đâu mọi người ơi. Chứ mọi người biết là ví dụ như mà hàng 70-80 nghìn thì đâu ra mà form đẹp được, hàng xưởng không bao giờ lên form đẹp được mọi người. Hàng xưởng nó chỉ mặc trung bình thôi, dành cho ví dụ công nhân hay là này kia tầng lớp thường thôi, chứ hot girl với là hàng xịn xịn là hot girl nó đâu có mặc đâu, không bao giờ mặc luôn á. Ê, set này còn một set trắng này mấy chị ơi, không có áo hả? Hương Nguyễn set 200, đừng tí nữa điện thoại gọi ỏi e nha chị. Cho chị cái áo màu trắng đi. Rồi set này xả 150. À này có cái áo trắng rời á, của cái này nó đi theo cái áo màu nu á, nó có đi theo áo màu nu không? Có nha, có hai cái màu nu một cái màu trắng, chưa ai chốt cái áo màu trắng, chỉ đưa hai cái ra chưa ai chốt hết. Rồi cái này ghi giùm em nha, đã nói là chưa chốt cái màu trắng đâu, cái màu hai cái áo đó là chưa chốt. Thôi mình lấy cái áo trắng bên kia đi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em là set giùm em, cái này em xả còn có 150 à. Comment giúp em là set 150, ai chốt vậy? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Hai cái bà, cái áo đó là của cái này đó, mở ra là giống là của cái này á. Rồi cái này ghi giùm em nha, set 200 bao nhiêu ký cũng vô được hết, 60, 65, 70 ký vô được hết. Này em còn một set trắng xả 149 luôn, cái này là 275 nghìn lận đó mọi người. Đó, bây giờ xả cho mọi người quá rẻ luôn. Còn quần jean, ý là chị xả quần jean cho. Rồi ai lấy thì ghi dùng dung nhé, mọi người thích quần jean lắm hay sao vậy? Đầu lai tới giờ toàn là hỏi quần jean không, mà nãy lên quần jean đâu có ai chốt đâu, lên 4 mẫu quần jean luôn không ai chốt, nên mới qua hàng lẻ lẻ đó. À trời, người hỏi quần jean mà lên quần jean thì lại không chốt, kỳ cục vậy. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, khi em lên quần jean thì lại không chốt, tới khi em like qua hàng lẻ thì lại đo quần jean là sao. Đây, set trắng hàng cao cấp xả 149 nghìn, ghi
hàng trong kia ra đi, ra xả rẻ đi. Còn set áo trắng quần xám thì còn set này. Ai đấy thì ghi giùm em, set này là cái áo không đã thấy mắc rồi mọi người. Em đố mọi người đi mua được cái áo khoác này dưới 280, quay lại em cho tiền đúng cái vải này luôn nha, tại vì người ta có bán cái áo này riêng luôn. Nếu như mọi người mà mua cái áo khoác này ở ngoài mà rẻ được hơn dưới 280, quay lại đem cho tiền danh dự luôn. Tại áo khoác này Hot Girl đang bán 350 không á, chưa tính cả cái quần nha, em đang nói là cái áo khoác bán riêng nha. Và phải đúng là cái chất vải này thì em mới chịu nha mọi người. Tại vì em bán là nguyên cả set á, là 280, mà em sale cho mọi người còn có 200.000 nguyên cả set là gồm cả quần đấy. Và cái set này nó hot ở bên Trung kinh khủng luôn, bảo mọi người, bảo hot set này ở bên Trung cực kỳ luôn. Này form đỉnh ha. Ai đấy thì ghi giùm em nha. Đợi xíu đi chị xả quần riêng cho. Đây nha mọi người. Đó, từ cái vải của cái quần này thấy xịn sò không, cho tới cái áo này. Áo có 200.000, thiệt sự quá đỉnh cái áo luôn. Có túi nha mọi người nhé. Đó, nguyên cả set. Ghi cho em là set 200. Set áo đẹp quá. Set này đẹp thật đó mọi người. Mà nó rẻ, mọi người không săn được giá này là giá quá bèo luôn. Săn được cái set này là quá bèo luôn đó mọi người. Có một màu duy nhất, hàng xịn nó có màu thôi, em chỉ đố em kiếm ra được cái set này có hai màu. Không có được. Nó chỉ hàng trung là nó chỉ có một màu duy nhất thôi. Còn hàng rẻ thì nó lên áo màu đen, áo màu xanh, áo màu vàng, quần màu xám, nhưng mà nó áo nó nhiều màu, đó là hàng rẻ. Nếu mọi người mua cái set này mà nó có màu thứ hai á là chắc chắn danh dự mọi người không bao giờ, không bao giờ, nó còn là chính hàng chính hãng nha, hàng chính hãng của Trung nha, hàng nhái lên. Còn đúng hàng chính hãng nó chỉ có đúng một màu này thôi, áo trắng quần xám, đúng hàng xịn luôn. Hồng Phượng, đây em mặc cho mọi người coi. Mọi người mà mua ngoài khác màu là chắc chắn không phải là hàng của em nha mọi người, không phải là hàng xịn đâu nha. Cái đó em nói trước, cảnh báo trước cho mọi người đó, chứ mất công mọi người mua ngoài kia là set này nó có nhiều màu, không phải nhiều màu, không phải là hàng này đâu. Người mua lầm chứ người bán người ta không có lầm đâu mọi người. Mọi người nghe cái câu đó chưa? Em là chuyến hàng Tao Ba Quảng Châu cho nên là em mới nói mọi người là nếu mà mua set này mà có màu khác nó không phải hàng xịn đâu nha. Đây em mặc cho coi. Mắc form không định em không lấy tiền mọi người luôn á. Rồi em nói thật, về cầm cái áo đi mọi người. Về cầm cái áo đi rồi biết. Cái áo khoác nó xịn kinh khủng luôn. Em có cái video ở Trung luôn nha mọi người. Tí này em sẽ đăng bên Facebook cho mọi người, cho Mon Nguyễn set. Tí này em sẽ đăng cái set này cho mọi người, cái video của Trung luôn. Cái video của Hot Girl Trung Quốc mặc luôn. Má ơi nó đẹp, xinh ha mọi người ha. Ôi vải nó đẹp kinh khủng luôn á. Này cái nón này đang cột tóc cao đằng sau này, không có mới cho nón lên được. Nón nó siêu bự luôn nha. Đó, có 200.000 cái set này, quá rẻ luôn thiệt các mọi người. Má cái áo khoác nó xịt. Ồ, em nói thật, cầm cái áo khoác đã lắm luôn đó mọi người. Cầm cái áo khoác đỉnh lắm. Cầm cái áo khoác là bao đỉnh luôn á. Nè, có 200.000 nguyên một set chứ không phải là một cái áo không nha. Cho mọi người coi cái phong quần đỉnh không. Cái phong quần là siêu đỉnh luôn. Đỉnh ha, đẹp, đẹp lắm. Cho Nguyên Phụng thêm set này. Xịt lắm mọi người. Cái này là khuyên mọi người thật đấy, nên lấy. Rồi quần này em còn 1S, 1S với lại là ML là còn mấy cái thôi. Rồi sale 180.000 nha mọi người nhá. Quần, quần này là rách nhẹ ở hai gối thôi nha mọi người nhá. Rách nhẹ ở hai gối, em có mặc đầu lai á. 180.000 ghi cho em là quần nha mọi người. Comment giúp em là quần. 180.000 quá rẻ luôn. Cái này em còn được 1S thôi, còn lại là ML là mỗi màu được có mỗi size còn mấy cái thôi nha mọi người nha. Ai lấy thì ghi giùm em, quần kèm size giùm em. Quần jean nhà em là lên phong chuẩn nha mọi người. Bạn nào mua quần jean cũng đòi quay lại mua quần jean bên em là vậy á. Nó có hàng xưởng lên thì một số chỗ người ta cũng bán 160, 170, cái đó hàng xưởng, còn của nhà em là hàng nhập nha mọi người. Cái mạc mà của quần nhà em là mọi người mua là không bao giờ dưới 200-300.000 hết. Rồi ai lấy đi giùm em, đưa quần khác đây em ơi.
áo nâu này em còn cái này. Từ em sale quần jean cho nhiều quần jean sale lắm, nhà em một kho quần jean lận đó mọi người. Rồi cái này ghi giùm em là áo nâu sale 99k, chia sẻ lại giùm em đi, em sale quần jean cho mua nè. Sao đòi quần jean đi đâu rồi, đưa còn hai túi trước em ơi. Rồi áo 99k còn cái, Diễm Nguyễn cho chị cái địa chỉ đi Diễm. Diễm xét 200 này cho chị địa chỉ trên này đi Diễm ơi. Ủa em nhận được kem chưa? Cho chị lại cái địa chỉ ở trên này đi, chị lưu thông tin của em luôn, mai mốt rồi mua gì đỡ phải chị ghi thông tin. Đưa hai túi này. Hai túi. Em còn một cái màu xanh nhạt. Cho chị cái ấy đi, cái set chung mặc là có một set thôi. Có một màu thôi. Cho chị lại địa chỉ đi. Quần jean hai túi xả 149.000 luôn, cái này là xả lỗ luôn nha mọi người nhá. Màu xanh nhạt là có đủ, còn ML xanh nhạt nghe rõ là còn M và L, xả 149 là 150 á. Còn màu đậm, màu đậm còn size gì em? Màu đậm là còn S, M và L. Cái này em vẫn bán cho mọi người, hôm trước là vẫn bán 180 đó, nhưng mà giờ em sale luôn nha mọi người nhá. Đây. Cái này là màu đậm là còn đủ size, còn màu đen là còn size gì? Đen, còn màu đen nữa. ML hết S nha mọi người nhá. Đó, bà Đào lấy màu riêng cái quần này á là tại vì khách chuộng nhiều. Thứ nhất là lên nó đẹp, với nó che được cái bụng, tại vì nó có hai cái túi, nó che được cái bụng, tại vì vải ở cái hai cái túi này nó dày, nó che được cái bụng nữa. Với lại quần này không rách cho nên là khách mua của em bán phải 1.000 quần này rồi đó. Bây giờ em xả luôn nha mọi người. Hôm trước em vừa bán cho mọi người vẫn là giá là 180 đó mọi người, mà giờ em sale còn trên like cho mọi người là giá đúng giá rẻ luôn là 150.000, quá rẻ luôn đúng không? Có ai xả còn trên 150 cho mọi người bao giờ đâu. Nên mọi người chốt kèm size giùm em nha. Cái này là không rách cho mọi người nha. Ok em nha. Ai lấy thì ghi giùm em, nhạt thì em còn ML thôi, còn hai cái mẫu này thì nhạt với đen thì em còn ML. Còn màu đậm thì em vẫn còn đủ size nha. Tại quần màu đậm em lấy về hở 400-500 rồi. Nên là hở nó còn size S. Chứ không, bình thường là không còn size S đâu. Tại quần em hết size nhanh lắm. Hồi mua quần nhé mọi người biết mà. Hầu như size S là hết nhanh nhất đầu tiên luôn. Rồi áo tay dài màu đen với màu nu này. Áo tay dài 99.000 màu đen với màu nu á mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em đó. Lên quần trên chịu mua cơ. Mà đòi cứ lại đòi lên quần jean à. Quần jean lên mọi người có chịu mua đâu. Biết đòi lên làm gì luôn ý. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu màu đen với lại là màu nâu 99.000. Bạn nào nhận cái áo này rồi đã biết, sẽ biết cái form. Rất là đẹp luôn. Siêu đẹp luôn á. Đòi quần jean mà không mua cái kiểu của mọi người. Đen tay dài cho Diễm, đậm size S cho Hồng Thắm. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Hết quần này. Em không có quần ngố chị ơi. Không bán quần ngố. Quần ngố giá cao lắm. Quần ngố giá cao bằng quần dài luôn á. Cho nên em không có bán. Rồi cái này ai lấy thì ghi giùm em nha. Cái này ghi giùm em là màu nâu. Còn có cái màu nâu mà lấy luôn giùm em đi mọi người. Còn có cái màu nâu à, lấy giùm em màu nâu đi. Còn có cái màu nâu. Rồi cái áo cúc ngực. Quần chỉ là đâu bán quần jean màu trắng đâu ta. Nhưng đâu bán quần jean màu trắng đâu mọi người. Đâu bán quần jean màu trắng bao giờ đâu hì. Rồi cái này ghi giùm em cúc ngực cao cấp ha. Cúc ngực này đẹp lắm luôn á. Cúc ngực sale luôn. Sale luôn nha mọi người à. Cúc ngực đẹp sale luôn. Em mặc với cái này đẹp sale cho cúc ngực cho mọi người nha. Cái gì? Có rồi em ơi. Đây, má ơi cúc ngực không có bán luôn. Có màu đen không? Cúc ngực có màu đen. Có rồi em ơi.
cúp mực màu đen hả? Cúp mực này đẹp lắm luôn đó mọi người. Rồi cúp mực xả 99.000. Hết rồi mọi người ơi. Cúp mực này là sale cho mọi người quá rẻ luôn rồi đó. Cúp mực này là hàng Quảng Châu chứ không phải hàng xưởng lên nha mọi người nhá. Ghi cho em là áo cúp mực. Trời ơi, tại vì hàng của nhà em là hàng xịn, mặc lên nó không bao giờ tuột. Chắc chắn như mọi người là ví dụ như mà ngực ai bự hay là ngực lép đi, mặc cái cúp mực này lên không bao giờ tuột luôn. Rồi cái này mặc cái quần jean cũng đẹp mọi người. Rồi ghi cho em là cúp mực nha. Comment giúp em là cúp ngực hai màu có 99.000 thôi. Về mặc với cái gì cũng đẹp hết đó mọi người. Ví dụ mọi người mặc cái áo khoác xong mặc áo cúp ngực lên cũng đẹp. Quá rẻ luôn, không thắm có rồi. Ghi cho em là cúp ngực. Cái quần da đen chị Dung còn xem 165. Cái này là quần da nha, không phải là quần thun nha mọi người. Da đen 165, quần da 165 giùm em. Đó, ai lấy cái này thì ghi dùng chung là mã cúp ngực kèm màu giùm em nha. Hai cái cúp ngực đẹp ha. Comment giúp em là cúp ngực 99.000 một cái. Ai lấy cúp ngực thì ghi dùm em nha. Cái đẹp mà. Trong cúp ngực này giờ không lấy nè, không nữa thì dày ngon quá trời. Quần da đây là 165.000 em, nó là quần da 250, sale có 165 luôn. Nè, cái này là cái quần lúc nãy đâu rồi ta? Nó có cái quần em. Đây, bỏ vô. Trời, toan à. Đen da Huệ Ngô. Chị không có đầm body rồi em yêu ơi. Út nhờ chị gửi đồ lại cho em rồi hả? Gửi đồ gì ta? Gửi đồ gì về Út nhỏ? Đây, cái quần của nó đâu? Ôi trời. Cái đó là của cái quần đen đấy. Ui, áo chó còn cái. Áo chó này còn có cái xả luôn, chơi luôn, 99.000. Còn có cái à mọi người ơi. Áo chó 99k. Áo chó phông rộng á. Tháo ơi, áo này hôm bữa bán 130, không có bán. Xe 99.000 luôn, hết hàng rồi mọi người ơi. Còn có cái à. Cái này hôm qua ai thấy em mặc ai thấy em mặc like em là sẽ thấy em mặc cái áo chó này màu trắng. Em có tới hai cái màu trắng, một cái màu đen lận. Em thích mặc cái áo chó này lắm. Áo chó 99.000, hàng tao bao loại 1 nha mọi người nha. Áo chó. À nãy bạn nào hỏi áo chó đúng không? Không, hay là bạn nào hỏi áo gì ta? Rồi ai lấy ghi giùm em nha mọi người. Alibaba áo ống đen với quần Ali chưa? Áo ống đen với quần Alibaba. Quần Ali màu ba ba màu gì á em? Cho út nhỏ. Áo ống đen với quần Ali, cái đó chị tính tiền đúng không? Quần Alibaba màu gì? Cho chị cái quần Alibaba đi. Quần Alibaba màu gì má? Áo chó sale 99.000. Bạn nào lấy thì chốt giùm em. Quần hai túi đậm size M. Quần hai túi đậm size S còn hai cái không? À lộn, còn một S một màu không, màu đậm á. Quần màu đen thì chỉ hết rồi, chỉ còn màu xanh với lại là màu vàng thôi. Một cái S một cái M á. Chị Mai Biên là một cái S. Chỉ còn màu xanh với màu vàng thôi bé, không có đen. Áo chó quần da màu đen trên diễm. Áo chó là còn cái nào? Có cái mặc quần với cái mặc quần ở đây. Đây. Đó, chỉ còn đúng một cái này thôi. Hả, cái quần gì? Áo chó em xem có 99.000 nè mấy chị. 195 mà xem còn 99. Áo quần Alibaba đẹp ha, xem có 145. Còn hai cái vàng với lại là má hôm nay sale đồ toàn là sale lỗ không? Vàng đâu? Quần suông sáng còn không ta? Quần suông sáng 120 đầu lại. Quần jean nhạt hết size S rồi em ơi. Còn size ấy không mà. Mọi người chia sẻ lại giùm em đi. Chán quá. Nè mọi người, có cái à. Cái màu đen cho út nhỏ. Nè còn cái màu đen này. Không lẽ mình để cái màu đen mình mặc ta. Ok em nha. Đây. Còn cái màu đen nè mọi người. Cái áo chó gì mà cũng xuống đó.
quần da là 160, áo chó là 100. Này còn cái màu đen này, út nhỏ có màu đen đấy nha. Má con này vừa xả còn 145 thôi đó. 145 cộng với áo 100.000. Rồi cái này ghi giùm em nha. Quần còn một còn ba cái màu này là hết luôn, tại vì xả dưới giá 4 của em rồi. Quá rẻ luôn rồi đó mọi người. Không có bao giờ mà em xả quần này giá dưới 160 luôn á. Giờ xem 145 luôn. Rẻ không? Comment giúp em nha, ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người. Cái gì mà 250 vậy? Quần đùi đen M 60k nãy còn không? Hết rồi chị ơi. Quần đùi đen 60.000 đâu rồi ta? Quần đùi đen á, nãy có cái quần đùi đen 60.000. Chưa có ai chốt hay sao? Còn nha chị ơi. Rồi cái này ai lấy ghi giùm em nha. Quần Alibaba mọi người còn cái đen này. Ở xả 145 mà không ai lấy hả? Quá đẹp. Cái hôm nay em xả đủ đẹp. Thật mọi người xả đồ quá rẻ luôn đó mọi người. Chưa bao giờ em xả đồ rẻ như hôm nay luôn đó. Cái đó là nói thật luôn. Ừ, nó đó. Còn nha chị Mai Biên ơi, lấy thì chốt quần đen 60.000 đó. Xích cho em nha, 3 đơn đi 4 lần. Trời ơi, 3 đơn đi 4 lần là đúng rồi mà. Trời, em chốt đơn nào là chị đi đơn đó chứ đâu có gộp được đâu. Để phí ship cho đơn này. Quần vàng cho Ngọc Hiến. Chứ mọi người chốt ngày nào là mọi người phải đi ngày đó chứ. Mai mốt là không. À tại vì đơn này chỉ thiếu của em đúng không? Chị phí ship. Có xa tiêu xíu, cách xa xíu. Dính vô đó. Đứt nguyên rồi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Áo sơ mi xả 120. Ghi cho em là sơ mi 120. Quần đùi đen để cho Mai Biên 60. Không biết thì cứ bấm ra hai phiếu rồi ghi lên hai tiền, cứ cộng cộng sai tiền không. Rồi cái này ghi giùm em nhá, sơ mi giùm em 120.000 xả luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em. Sơ mi 120.000, à, rẻ quá rẻ luôn mọi người. Sơ mi 120 còn có hai cái duy nhất. Sơ mi 120, ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi. Sơ mi 120. Ừ biết rồi. Quần xám, quần suông xám 120 á, nãy chưa có ai chốt đâu. Quần rin mà suông xám á, xe 120. Thấy không? Đấy, để chị bấm cho người ta luôn. Quần rin á, cho Mai Biên này. Rồi cái này ghi giùm em nha mọi người, áo sơ mi. Rồi áo hồng em còn một cái. Ai lấy áo hồng tay dài thì ghi giùm em là áo hồng tay dài. Mắc cái áo ống mặc với cái gì cũng đẹp mọi người ha. Mọi người để ý đi, cái áo ống mặc cái gì cũng xinh hết á. Thiệt sự. Nhìn nó cưng. Cái này mọi người phối với lại là cái này cũng xinh nè mọi người. Phối với áo khoác. Có cho chị rồi đó. Có rồi mà. Rồi cái này mọi người mặc với áo khoác. Siêu đẹp luôn. Sang không? Rồi áo khoác xả còn 200.000 nè. Ai lấy áo khoác thì ghi dùm em là khoác 200. Khoác 200.000 giúp em nha. Ai lấy khoác 200 thì ghi giùm em là khoác 200.000. Khoác em còn có cái xem 200 luôn. Hết rồi mọi người. Cái áo khoác này đột là 295.000 rồi đó. Mà xem còn có 200 thôi. Bạn nào lấy áo khoác thì ghi giùm em là áo khoác nha. 200.000. Xịn ha. Ồ thấy xịn không? Đỉnh luôn chứ không phải là xịn đâu mọi người. Form rất là đẹp. Ghi cho em là khoác nha mọi người nha. Mọi người mặc áo ống xong mọi người mặc một cái quần jean hoặc là mọi người mặc một cái quần da như em xong mọi người khoác cái áo này đi chơi thôi là đã sang rồi. Rồi áo hồng. Chia sẻ lại giùm em đi rồi. Em thiệt sự luôn là chưa bao giờ em like ở cái view cứ 3 mấy 28 29 đó mọi người thiệt á. Chẳng qua là bây giờ á hả, không nó không thể lên tương tác được nữa thì em mới phải like như thế này thôi. Chứ đợt trước mà xuống 60 70 người thôi là em đã tắt 8 kiếp trước rồi. Chẳng qua là em chốt màu đen, sao lại giờ em kêu màu trắng. Út nhỏ nãy comment là áo màu đen rõ ràng đúng không? Comment màu gì thì bỏ màu đó chứ.
này chị bỏ áo ống gì bỏ áo ống trắng cho em nha. Comment thì comment màu đen mà kêu người ta bỏ áo ống trắng. Thà là em đổi là đổi lại. Chứ nói như vậy khác gì chị bỏ sai hàng cho em nữa. Em comment màu đen rõ ràng mà. Rồi áo này dùm em 135.000. Nói gì phải nói cho đúng mọi người ơi. Nhiều khi mọi người nói như vậy giống như kiểu là em bỏ sai hàng cho mọi người á. Bỏ lại màu trắng đi. Lấy cái phiếu khác đi luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Áo hồng dùm em. Comment màu gì thì bỏ màu đó chứ không lại comment đen thì bỏ trắng. Rồi cái này ghi dùm em nha. Màu hồng 135.000 hàng loại 1. Cái này là len nha mọi người nhá, chứ không phải là thun. Cái này là len nha mọi người. Áo này là áo len. Ai lấy áo len thì ghi dùm em là áo len hồng. Len hồng dùm em nhá. Ai lấy len hồng thì ghi dùm em là len hồng. Xinh quá mọi người ạ. Len siêu đẹp luôn. Tôi không muốn nở cửa cái áo này ra, tại em cũng thích cái áo này để cách mặc thôi. Áo len hồng dùm em. Ai lấy hồng thì ghi dùm em là hồng. Đôi quần jean thì dùm mẫu khác nha chị. Rồi cái này ghi cho em là quần cào. Còn size gì? Quần cào nha. Còn có này toàn là lý do không luôn ấy, lúc nào cũng lý do. Rồi cái này ghi cho em quần cào. Quần cào hôm bữa dành nhau ở trên line luôn á, mà không còn cái nào luôn. Giờ còn đâu, chắc tầm khoảng chừng 3 ri là hết đát à. Mà không có đủ size coi phân ra được size gì với size gì, còn bao nhiêu cái để mà biết mà chốt này. Này em xả 150 luôn, hôm bữa bán 180, dành nhau không có đâu mọi người. Tại vì nhân viên báo là em là không còn cái nào, mà thật sự là cái này về rất là nhiều mà không còn thật. Ở đây cũng còn có mấy ri à. Mấy ri là còn đủ size, nhưng mà nó mỗi mẫu có 2 cái, 3 cái thôi. Mỗi size có 1 cái, 2 cái thôi. Size S cho hồng thấm. Cào này đẹp lắm. Ôi thiệt các mọi người, quần cào này là siêu đỉnh luôn. Quần nhà em mấy quần này form đỉnh lắm. Cào size S còn không? Mấy cái size S vậy? Em còn SML nha. Trời ơi, có giãn chứ em nè. Trời ơi, em nhìn nè mọi người. Em đang cầm là cái size S á. S, M và L, nhìn cái form thôi nè. Vậy là còn là S nữa thôi đó. Vút 2 S ra đây. S, M, L cho mọi người. Xe còn 150 thôi. Hôm bữa bán 180 không có bán đó mọi người. Bán 180 mà không có bán. Tại vì nhân viên báo hết. Mà giờ là lòi ra còn một cái S duy nhất nha mọi người nhá. Ôi, quần cào này đẹp lắm. Em nói thế mọi người, quần này là siêu đỉnh luôn. Cà sai L cho hệ sinh bé, S cho Trần Hoa, hết S. Hết S rồi, còn M L thôi, đưa chị cái M. Đẹp lắm. Rồi mày móc trong kho ra, có quần thì đưa ra đây luôn. Xả một lần cho nó sạch luôn. Sạch sẽ con gà mái luôn. Ai mặc M là có thể mặc ai mặc S là có thể mặc M nhá. Tại form nó nhỏ, chủ yếu nó co giãn thôi mọi người ơi. Luôn luôn có rồi, đọc rồi mà. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Size M là có thể mặc với S được luôn. Em còn nhiều quần đẹp lắm, nhưng mà em lười sale quá mọi người. Tại sao quần trinh lũ lắm. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Size M. Ghi giùm em là size M. Còn sale tới chiều, yên tâm mà. Đã dẹp đâu, dẹp like này rồi còn like khác nữa mọi người. Em xả một lần cho nó hết luôn. Cứ từ từ nha. Rồi ai lấy thì ghi dùng dung nha. Em còn một M với S, L thôi, hết S. Em còn S, M, em mặc là size M, cắt cho chị đi. Dung mặc size M ấy mọi người coi, Dung bình thường mặc size S đó. Tại Dung có 48kg à. Dung mặc M đôi mẫu khác nữa. Đôi mẫu rách. Rồi rách này là, rách này còn size gì? 038. Rách này siêu đẹp luôn này. Rách này là mẫu rách đẹp nhất bên nhà em. Rách còn ML thôi nha mọi người nhá. Cái này ghi cho em là mã rách. Rồi hai cái gấu nó đẹp kinh khủng luôn nha mọi người. Nhiều bà không biết á, về kêu là quần gì mà lỗi tè le vậy chị. Quần người ta rách kêu lỗi tè le. Lỗi hai dưới ống quần á. Ghi cho em là rách giùm em nhá. Rách giùm em. Còn ML thôi, hết S. B
Bởi vì còn jean em đã sale xuống như thế này rồi là em lỗ nặng lắm. Tại vì nó còn size xong em sale rẻ nữa là lỗ lắm luôn. Đây em mặc cái quần cài cho mấy chị coi. Tại quần rách em còn có mấy cái không có mặc. Quần rách cũng còn bò lò thôi mọi người. Em mặc một cái xong là mọi người những cái form thôi. Tại vì nó giống nhau không á. Form nó giống nhau, nó chỉ khác mỗi cái rách với cái màu thôi mọi người. Còn form là y chang nhau hết. Đây em mặc một cái này lên cho mọi người nhìn nha. Rồi em thấy mọi người mặc cái cào này lên là chắc xịn cái form luôn á. Form đẹp lắm. Quần jean bên nhà em là ai rồi cũng sẽ mê cái form luôn á. Nè, bà nào rồi mặc size M là có thể mặc size S được luôn nha. Ai mặc size S là có thể mặc size M. Đẹp lắm. Siêu đẹp. Mặc với cái áo hồng này xinh ha. Nó còn riêng mặc với áo mấy cái áo form ôm mà tay dài xinh ghê. Thấy không? Em đang mặc một cái áo ống ở đằng trong đó, đó mọi người. Rồi cái này ghi dùm em nha. Nó đẹp. Form này mọi người. Má ơi. Form của quần riêng này chịu nổi không? Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Cà đó. Em là mặc size S đó mà em mặc size M là vừa khéo luôn nè mọi người thấy không? Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Quần jean ghi cho em là mã cào, em đang mặc là cào. Còn M L thôi, còn M là nhiều, còn L như còn có một cái hai cái thôi nha mọi người. Đó, bạn nào mặc M là có thể mặc L, mặc S là có thể mặc M giùm em. Form đẹp lắm, nó con dạ. Nó nhìn cái phong lên đã. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, cào. Mệt. Nhưng mặc quần jean là mệt nhất luôn, nó thay ra thay vô nó cực. Còn cái này là rách. Ai lấy rách thì ghi giùm em là rách nha mọi người nhá. Rách cũng còn ML thôi, hết S. Rồi cái này ghi cho em là đen. Đen còn sai gì vậy? SML đúng không? Đen là còn SML. Đó. Đây, ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu giúp em. Màu giúp em nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Cái này thì lộn, cái này ghi cho em là màu đen rách. Đen rách là còn SML cũng xem 150 luôn. Đen rách SML giùm em nha mọi người nhá. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen. SML. Cái này ghi cho em là mã đen nha mọi người. Ai vậy? Đen là SML giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Mua đâu vậy? Tích tắc hả? Tích tắc sao mà có nút gì ta ấy này ta. Ừ, bữa nay bà bán từ 12 giờ mấy là bà đã bán rồi. Sớm lắm. Ngon thế. Trời ơi. Má, giống như được cung cấp năng lượng á. Cớ. Em lên live mới với mọi người. Nhìn qua cái live mới thì xả tiếp. Tại còn nhiều quần jean đó, mọi người thấy quần jean đang phơi đằng sau không? Qua live mới. Rồi mẫu em đang lên là 70.000 một áo. Chị nào thích mã này chốt cho em là mã đen tím. Đen tím thì em còn size 1 với size 2, 140 đến 50kg tùy chiều cao, size 2 50 đến 55kg tùy chiều cao. Cho nên là em chào chị Hà Đông nha. Chị nào mà mơ khách mới bên em thì cho em xin chiều cao cân nặng em báo size cho nha mọi người. Cho em xin chiều cao cân nặng em báo size cho mấy chị ha. Rồi lên cho em mã đó là mã đen tím. Em còn size 1, size 2. Chốt mã đen tím size 1, 2 giùm em. Đen tím em size 1, size 2 nha mấy chị. Xem like chấm bài tương tác lên nha mọi người. Chốt cho em đen tím size 1, size 2. Rồi mã này lên giùm em mã mai hồng, em còn cái số 1 cho chị nào 40 đến 50 kg chốt cho em mã mai hồng. Rồi lên mã mai hồng giùm em nha. Mai hồng thôi mấy chị hô. Rồi mai hồng này em còn cái size số 1 40 50 kg là mặt đẹp. Chốt mã mai hồng size 1 cho em nè mấy chị đẹp nha. Mai hồng giùm em. Nền hồng lên cái hoa mai màu vàng. Rồi chị nào thích cái bông này chốt cho em là mã mai hồng size số 1. Áo bông em còn lẻ size không ạ? À?
Mai hồng size số 1 giùm em nha. Rồi đây tím này là tím Huế nè. Chị nào thích tím Huế thì lấy cái áo bông này nè. Rồi chốt cho em mã tím vàng, em còn size 1, 3, 5. Lên mã tím vàng size 1, size 3, size 5 giùm em nha mấy chị. Mẫu em đang lên là 70.000 một áo ha. Quần đen là 65.000 một bộ là 130. Rồi chốt cho em mã tím vàng size 1, size 3, size 5 nha mấy chị đẹp ơi. Tím vàng 1, 3, 5 giùm em nha. Size 1, size 3 và size 5. Rồi chị đẹp nào mình thích mã này chốt cho em là tím vàng size 1, size 3, size 5. Chấm chấm bài lên mọi người. Rồi em có mã này là mã hoa đỏ xanh. Chốt cho em mã đỏ xanh, em còn size 2, size 3. Cái này là tay lỡ. Chốt cho em mã đỏ xanh size 2, size 3 giùm em nha. Đỏ xanh. Rồi mã này đỏ xanh em còn size số 2 và size số 3. Chị nào thích cái bông này chốt cho em là đỏ xanh kèm size kèm số điện thoại. Đỏ xanh size 2, size 3 cho em nha. Đỏ xanh size 2, size 3. Rồi tím. Rồi cái này tay lỡ luôn. Cái mã này các chị chốt cho em là mã tím, em còn size 1 và size 2. Chốt cho em tím size 1, size 2 nha mấy chị. Tím kèm size 1 hoặc là size 2 kèm số điện thoại giùm em nha. Tím size 1, size 2 kèm số điện thoại giùm em. Chị Tân Thúy Mai, Tân Thúy Mai Nguyễn. Chị Tân Thúy Mai Nguyễn đơn chị mới chốt chiều hôm kia mà chị. Phải 3 đến 5 ngày mới tới chị mới đơn mới tức thì đây mà sao lâu được. Chị Tân Thúy Mai Nguyễn là đơn chị mới chiều hôm thứ bảy. Ủa đâu? Chiều hôm thứ hai là mới hôm nay mới có ngày thứ hai rồi chị. Chưa tới đâu chị ơi, phải 4 ngày, 3 đến 4 ngày mới tới nha chị Tân Thúy ơi. Rồi mua online mà đâu phải sát gần sát bên đâu, ở xa mà chị. Mình là mới 2 ngày hả? Mình hôm mới 2 ngày à chị à. Chị đặt hôm chiều thứ hai đúng không? Chị đặt hôm thứ hai, chiều thứ hai đem đi hàng là cái nguyên ngày đó là không tính rồi. Thứ ba hôm nay mới có thứ tư hả? Thì mới có ngày rưỡi à chị, sao hàng tới kịp được? Phải 3 ngày hàng mới tới nha. Rồi em chào chị Sam Sam. Nó cũng là vải thun luôn nha chị nha. Thun co giãn luôn. Cái này là thun chéo thái co giãn 70.000 một áo. Rồi chị nào mình thích mã này lên giúp em là mã tím. Em còn size 1 và size 2. Tím em còn size 1 với size 2 mã tím. Mấy chị đặt hàng online thì từ 3 tới 5 ngày mới tới. Giống mới đặt hôm qua hôm kia nhìn sao tới được. Chị Hình Đào ơi, chị chốt em á là size 1, 2, 3, 4. Màu tươi mỗi size 2 cái. Tức là một màu phải đủ 8 cái mới chốt. Hay là màu nào tươi thì có size nào em chốt size đó cho chị. Tại vì hiện tại hàng không có đủ chị Hình Đào. Nếu mà chốt một màu mà từ size 1 tới size 4 mà mỗi size 2 cái là không có cái nào đủ hết. Ví dụ như cái màu này em lấy chị 2 cái số 1. Rồi màu kia em lấy chị 2 cái số 2. Vậy đó có được không? Được thì em chốt nha chị Hình Đào nha. Em ở Bình Thuận nha chị Sam Sam. Em ở Bình Thuận nha chị Tân Thúy ơi. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh vàng. Em còn size 1 với size 5 mấy chị đẹp. Xanh vàng em còn size 1 và size 5 nha. Chị Hình Đào, ví dụ màu này em lấy chị 2 cái số 1 và màu kia em lấy chị 2 cái số 2 có được không? Được thì em chốt nha. Còn một màu mà từ size 1 tới size 4 đủ luôn đó là không có đủ chị. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em là mã vàng xanh. Em còn size 1, size 5 cho mã vàng xanh. Chị Tân Thúy ơi, của chị á, là chắc là ngày mai mới tới nha chị. Tại vì chị đặt là hôm chiều thứ hai em mới đi hàng thì phải thứ ba, thứ tư, ít tệ gì phải thứ năm là nhanh nhất. Rồi mã này các chị lên giúp em là mã vàng tím. Em còn size số 5 cho mã vàng tím. Vàng tím giùm em nha mấy chị ơi, vàng tím em còn size số 5. À, có size nào chốt size đó. Tức là em lựa màu nào tươi thì có size là em chốt đủ chị là 8 cái ha. Từ 2 cái số 1 tới 2 cái số 4 là 8 cái màu. Có màu nào tươi thì em chốt chứ không có cần một màu đủ đâu đúng không chị. Rồi ok chị, chiều em gửi luôn nha. Chị có lấy quần rồi gì không? Chiều em gửi luôn. Rồi màu này mấy chị hơn lên giúp em là mã Ủa mà chị Hình Đào ơi, áo là bữa nay là hôm qua bữa em báo chị là giá lên 5.000 một áo đó chị. Bình thường em bán 75 thì lên 80 đó.
Rồi cái này cái chị lên giúp em là mã tím vàng, em còn size số 5 nha. Tím vàng em còn size số 5. Xanh vàng size 5. À, chị Sam Sam chốt xanh vàng size 5 cho em lên số điện thoại giùm em nha, lên cho em số điện thoại. Ok chị Hình Đào, chị em gọi cho chị nha. Tại vì số lượng hàng, mấy chị biết sao không? Cái dịch virus corona gì đó là ảnh hưởng cả thế giới luôn. Là bên em bây giờ xưởng là không có vải để may hàng, bữa giờ em đâu có hàng online đâu, online toàn là hàng lẻ sai còn gì like đó không á. Chị Sam Sam chốt xanh vàng số 5 lên cho em số điện thoại nha chị. Rồi mã này các chị lên giúp em là mã bông, em còn size 1, size 3 và size 5 cho mã bông. 5 quần đen số 1, 5 cái số 2 rồi, ok chị Hình Đào, ok chị. Rồi chốt cho em mã này là mã bông, em còn size 1, 3, 5 nha. Mã bông size 1, 3, 5 giùm em. Lên cho em mã bông size 1, size 3, size 5. Mấy chị ơi đặt hàng chắc cứu lấy hàng giùm em nha. Hôm qua gặp một chị shipper gọi nói là cái chị đó đặt hàng mà xong rồi giao hàng, chị đó nói là tôi hủy đơn với bên người bán rồi, tôi thỏa thuận đó rồi cho nên là trả hàng về đi. Mà thật sự mấy chị có đâu, nếu mà đã hủy đơn rồi em đâu có gửi, chơi bơm hàng kiểu đó đó mới xong. Rồi mã này chị lên giúp em là mã xanh đỏ nè, mã hoa đỏ giúp em đi, hoa xanh đi mấy chị, nền đỏ hoa xanh. Lên giúp em là mã hoa xanh, em còn size 1 với size 3. Hello chị Nguyễn My. Rồi lên giúp em mã hoa xanh, em còn size 1 với size 3, mấy chị đẹp chưa? Hoa xanh em còn size 1 và size 3 nha. Rồi chốt với mã hoa xanh size 1, 3. Chị Sam Sam lên số điện thoại giùm em đi chị đẹp. Số điện thoại em mới chốt cho mình được. Chứ Sam Sam lên số điện thoại giùm em nha. Em chào chị Beatrix Ngân, chị gửi tin nhắn cho em. Rồi chúc em like xong em đọc nha, em like xong em đọc. Em chào chị Anh Đăng Khôi, nhận hàng rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Anh Đăng Khôi nha. Dạ em chỉ có mẫu vải như này thôi chị Anh Đăng Khôi, tại vì mẫu khác, vải khác thì giá vải thì chỉ có bà ba thì chỉ có may ba loại vải thôi, là vải vải thun như em nè, là nó rẻ tiền nhất mà nó co giãn, mình mặc rất là thoải mái. Còn cái mà vải von hay là vải lụa giá rất là cao luôn, khó bán. Và thứ hai là nó không được có độ co giãn như canh form, rất là khó luôn mọi người. Canh size khó lắm luôn. Cái này nó có độ co giãn, về cái chị có bụng hay là có cái người nó hơi có xê dích một xíu đó, nó co giãn ra mình mặc được nha. Rồi mã này các chị lên giúp em là mã hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Từ 40kg tới 70kg. Chị Vi Trích Ngân ơi, em like xong em mới coi được nha chị. Tại vì em đang like giờ em không có coi tin nhắn trả lời được á chị. Em đang like nên là em chưa có trả lời tin nhắn được. Cái nào mà em like xong em mới trả lời được nha. Rồi mã này các chị lên giúp em là mã hoa hồng vàng. Em còn size 1, 2, 3, 4, 5 cho mã hoa hồng vàng. Mã bông size 3 em chốt với chị Tân Thúy. Chị Sam Sam chốt đơn thì lên số điện thoại giùm em nha chị ơi, không có số điện thoại làm sao em chốt đơn được. Rồi mã bông size 3 em chốt cho chị Tân Thúy. Tân Thúy Mai Nguyễn. Vải này mặc to giãn, mình mặc thoải mái cho chị Ánh Đăng Khôi, mình mặc mẫu này đi cho đẹp. Rồi cái xanh này em còn size số 5 nè, chị nào vừa size số 5 thì chốt giùm em nha. Ở nó co giãn vậy mấy chị mặc thoải mái không? Rồi chốt cho em mã xanh size 5. Chốt mã xanh size 5 giùm em nha. Rồi chế đẹp nào 65 70 kg vừa size số 5 thì chốt giùm em mã xanh 5. Có 70.000 một áo mà mọi người ơi, quá đẹp. Rồi chốt giùm em là mã xanh 5 ha.
xanh lâm giùm em. Chị nào comment mà ấn comment thì comment lại cho em nha mấy chị đẹp ơi. Rồi em thấy số thoại chị Sam Sam, em chốt mã vàng Sam Sam số 5 cho chị Sam Sam nha. Vàng Sam Sam 5 em chốt cho chị Sam Sam. Vàng Sam Sam số 5 em coi. Rồi ok, vàng Sam số 5 này em chốt cho chị Sam Sam. Lên số điện thoại giùm em nha chị đẹp. Rồi xanh đen là thế nào ta?
xanh xanh đen là cái này hay là xanh lá đúng không chị? Mã này là lên mã xanh lá giùm em để khỏi lộn nha. Đây, lên cho em mã này là mã xanh lá nha chị. Đen xanh số 2. Lá này đúng không chị đẹp? Cái này lên mã xanh lá giùm em nha. Rồi xanh lá này size số 2 đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nha. Rồi ok chị. Lên tiếp. Mã này lên cho em là mã hoa hồng. Hoa hồng này em còn size 2, 3, 5. Lên cho em mã hoa hồng. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Lấy hai áo với một quần đen size 5. Ok chị Sam Sam nha. Ok chị đẹp. Đen hồng size số 3. Rồi coi đen hồng size số 3 còn. Chị Tâm Thúy ơi, đen hồng số 3 em hết rồi, em lấy cho chị cái đen đen tím số 3 được không chị? Còn cái đen tím số 3 này được không? Đen hồng số 3 hết trơn rồi. Đen tím. Cả hai cái là size số 2, đúng rồi chị Bích Trích Ngân. Chị Tâm Thúy ơi, em lấy chị cái đen hồng đen tím này được không? Cái đen hồng số 3 em hết, em còn mã đen tím mà. Nó giống như vậy mà nó lên cái vòng một cái bên màu hồng, một cái lên màu tím. Lấy cái này được thì ok giùm em nha chị Tông Thủy. Được thì ok giùm em nha. 55 52 kg hoặc size số 2 cho em nha chị Diệt Thanh. Rồi mã này các chị lên giùm em mã hoa hồng. À, chị Bi Trích Ngân ơi, chị quần là chị mặc size số 3, áo chị mặc số 2, quần chị mặc số 3 nha chị, tại vì mình cao á. Mình cao mình mặc quần, em lấy cho chị là quần số 3. Còn áo số 2 nha. Đó, em sẽ canh size quần cho các chị. Chủ yếu là cái áo thôi, quần dễ canh lắm. Rồi lên giúp em mã này mã hoa hồng. Em còn size 2, 3, 4, 5 cho mã hoa hồng. Chị Duy Thanh là mặc size số 2 cho em nha. Rồi đẹp chưa mấy chị ơi. Lên giúp em mã hoa hồng size 2, 3, 4, 5. Hoa hồng size 2, 3, 4, 5. Chị Tâm Thúy ơi, em lấy chị mã đen tím này được không? Rồi chị nào thích mã này lên giúp em đen tím. Em còn size 1, 2, 3 cho mã đen tím. Đẹp chưa mấy chị ơi, bông nào cũng đẹp hết á. Đúng rồi chị, em lấy chị quần số 3, áo thì số 2 nhưng mà quần số 3 nha, tại mình cao á. Rồi chốt cho em mã đen tím size 1, size 2, size 3, mã đen tím. Chị Tâm Thúy có lấy cái này thì ok giùm em chốt cho nha. Rồi đen tím em còn size 1, 2, 3. Đen tím em còn size 1, 2, 3. Mã này mấy chị lên giùm em là mã xanh dương size số 2. Trời ơi mấy chị ơi đẹp chưa. Chốt cho em mã xanh dương size 2 nha. Nền đen lên cái hoa màu xanh dương. Hoa này là hoa tulip mấy chị. Chốt cho em mã xanh dương. Những cái nền đen lên bông này nó huyền ảo lắm mọi người ơi. Mặc lên rất là sang nha. Không có phải là tối đâu. Rồi chốt cho em mã xanh dương size số 2. Xanh dương em còn size 2 nha. Xanh dương em còn size số 2. Rồi mã này các chị lên giùm em là mã gì nhỉ? Mã hoa giùm em đi mấy chị. Lên cho em mã này mã hoa nha. Mã hoa kèm size giùm em. Mã hoa này em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt cho em mã hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Chị lấy hai cái quần đen số 3, hai cái áo số 2. Ok chị Bích Trích Ngân. Chị Bích Trích Ngân nãy giờ lên số điện thoại giùm em cho ta. Không thì mình inbox qua cho em nha chị Bích Trích Ngân nha. Rồi lên mã hoa cho em nè, em chào chị Phường Xã nha. Mã hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho mã hoa. Rồi cái này em chốt cho chị vừa. Tím vàng em còn size 1, 3, 5. Lên mã tím vàng size 1, 3, 5 dùm em. Lên rồi hả chị? Vậy là nó ẩn comment rồi, không có nãy giờ không thấy số điện thoại. Khổ. Like bữa
giờ nó cứ vậy mấy chị ơi. Phải ra rồi vô lại mới thấy thằng Ben không à. Rồi đây em thấy số điện thoại của chị Viên Trích Ngân này. Ok chị, rồi mã này lên giùm em mã tím vàng, em còn size 1, size 3 với size 5 cho mã tím vàng nha mấy chị. Lên mã tím vàng size 1, 3, 5 giùm em thôi. Tím vàng size 1, 3, 5. Rồi mã này lên giùm em là mã hoa hồng đỏ, em còn size 4 với size 5 mã hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ size 4 và size 5 giùm em mọi người nha. Hoa hồng đỏ em còn size 4 với size 5. Lên mã hoa hồng đỏ size 4, size 5 cho em nha. Rồi em còn hai cái nữa là em hết bông rồi mọi người. Mã này các chị lên giúp em mã hoa nhí, em còn size số 2. Trời ơi đẹp chưa? Chốt cho em mã hoa nhí size 2. Hoa nhí size số 2 cho em nha. Hoa nhí size 2. Rồi em còn hai cái này là size số 1. Chị nào vừa chốt cho em mã đỏ 1. Đỏ 1 hết cái này em lên áo đính đá nha các chị. Áo đính đá là 85.000 một áo ha. Áo màu đính đá rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho em màu này là màu mã đỏ size số 1 giùm em nè. Đỏ 1. Rồi mã này lên giúp em mã hồng size 1 luôn. 40-50kg. Mã hồng chốt cho em mã hồng 1. Hồng size 1. Rồi em hết áo bông rồi mọi người. Em bây giờ em lại qua áo áo màu đính đá cho các chị nha. Áo màu đính đá là 85.000 một áo nha mấy chị đẹp. Mấy chị xem like tụi sáng vào lên giùm em nha mọi người. Đây áo màu đính đá đây nha mấy chị nha. Rồi cái này là đính đá, hồi nãy em lên áo màu hoa thiêu á là 80.000, còn áo màu đính đá là 85. Cái này là đá của nó nè mấy chị. Đá rất là chắc luôn. Đó, em để gần mấy chị xem nha. Đá rất là chắc nha mấy chị nha, không bao giờ rớt luôn á. Nhưng mà theo thời gian nó sẽ rớt nha, nhưng hiện tại nó sẽ không rớt bao giặt máy cho các chị luôn. Nhưng mà những cái gì theo thời gian nó cũng phải hao mòn đúng không mấy chị? Rồi ha, cái này 85.000 một áo, chứ đẹp nào thích thì chốt nha mọi người. Đính đá em cũng còn lẻ size không à mấy chị đẹp ơi, không có còn nhiều. Rồi màu này là màu tím nè, em chẳng biết nó tím gì, tím thuế, tím gì không biết, nhưng mà nó là màu tím. Chị nào thích cái này chốt em là tím size 1 nha, tím 1 giùm em thôi. Đây quá đẹp luôn. Rồi cái này lên giùm em là mã tím, em còn size 1 40-50kg vừa. Chị Thanh Tiền ơi, áo bông em kêu là chị là mặc size số 5 á, size số 5 cái bông đó hết rồi, còn bông khác được không chị? Bông khác được không? Bông khác được không chị đẹp ơi, bông em kêu là hết size số 5 rồi. Rồi em lên áo đính đá. Còn áo bông khác được không chị Thanh Tuyền ơi? Chứ áo bông đó em hết nha. Cho chị xem rồi ok, để em lấy cái nào mà còn size số 5 em cho chị xem nha. Số 5. Còn số 5 em còn mấy cái thì
Dương Bảo Ngọc. Mẫu em đang treo là 85.000 một áo nha chị, áo màu đính đá 85.000. Còn áo bông em lên này là 70 nha chị. Rồi nè chị Trương Thanh Tuyền, cái mẫu cái bông này là chốt cho em mã hoa hồng vàng, em còn size 5 nè. Hoa hồng vàng giùm em nha. Đây ha, cái này là hoa hồng vàng, em còn size 1 2 3 4 5. Đó, chị nào thích mã này lên giúp em là hoa hồng vàng size 1 2 3 4 5 giùm em nè. 70.000 một áo, áo bông nha. Rồi lên giúp em là hoa hồng vàng size 1 2 3 4 5 mã hoa hồng vàng. Rồi cái này là em còn size số 5 luôn nè, xanh 5. Chốt cho em mã xanh 5 nha. Đây cái em cầm là size số 5 luôn, chất co giãn nha mọi người. Rồi chốt cho em mã xanh 5. Xanh 5 giùm em ha. Rồi cái này lên giùm em là vàng tím, em còn size số 5 mã vàng tím. Vàng tím size 5 cho em luôn nha. Vàng tím size số 5. Đây nha chị tên Thanh Tuyền ơi, chốt cái nào thì chốt giùm em nha chị đẹp. Rồi, lấy giúp em mã vàng tím size 5. Mã này với chị lên giùm em là tím Huế, em còn size 1, 3, 5. Chị Dương Bảo Ngọc số 5, chị chốt. Chị số 5 là 65-70kg nha chị Dương Bảo Ngọc. Chị chốt cái nào thì lên mã thì em mới chốt được, là em mới biết là cái áo nào chị lấy nha. Đó, số 5 là chị lấy cái mã nào, cái nào em cũng đọc mã. Và mã này lên là lại cho em là mã tím tím Huế, em còn size 1, size 3 và size 5 cho mã tím Huế. Chị Đê Ly Phạm ơi, 60kg cao bao nhiêu cho em thêm chiều cao nha chị. Cho em áo xanh chị Dương Mẫn Ngọc. Rồi ok, áo xanh này đúng không chị, size số 5 là 65-70kg nha. Rồi cái này đúng cái này thì chị ok, kèm số điện thoại lên giùm em nha. Rồi em chốt cái này cho chị Dương Mẫn Ngọc. Chị Rê Ly Phạm cho em thêm chiều cao nha chị, không còn phụ thuộc vào chiều cao nữa. Rồi chị Dương Bảo Ngọc lên số điện thoại giùm em với nha. Chị nào mà lấy áo lẻ thì lấy từ hai áo cho em nha mọi người, một áo là không có ship nha mấy chị đẹp, một bộ hoặc là hai áo thì em mới ship nha. Rồi ok chị Dương Bảo Ngọc. Rồi cái này tím Huế em còn size 1, size 3 và size 5 nè mấy chị. 1, 3, 5 mã tím Huế giùm em nha. Áo em đang lên là áo bông. Cho em cả một cái đỏ nữa. 60kg mét 50 bằng size số 4 cho em nha chị Rê Ly Phạm. Một cái đỏ nữa hả chị? Một cái đỏ là cái nào ta? Cái đỏ là cái nào chị ơi? Rồi mã này lên mã tím giùm em, tím Huế. Em còn size 1, size 3, size 5 mã tím Huế. Tím Huế. Rồi cái này hoa hồng đỏ giùm em còn size 4 với size 5 mã hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ nha, hoa hồng đỏ size 4 size 5 giùm em nha. Rồi chốt mã hoa hồng đỏ size 4 size 5. Hoa hồng đỏ size 4 size 5. Một cái đỏ nữa là cái nào chị Dương Bảo Ngọc không biết cái nào luôn á. Thứ năm đẹp quá trời luôn nè. Dạ chấp khung nha chị, chấp khung chéo thái nha chị Rê Ly Phạm ơi, không phải là vải đâu nha. Vải nhưng mà nó là vải thun á chứ không. Trời ơi, em còn cái này lên giùm em mã đen xanh size số 5 mấy chị ơi. Áo tím này á hả chị? Áo tím này như em hết size 5 rồi. Em đang lên áo bông mà. Áo tím này em hết size 5 rồi. Khi nào em lên mẫu đó có size 5 thì chị em chốt nha chị Dương Văn Ngọc. Ôi chị Thanh Tuyền đâu không thấy chốt ta. Chị Thanh Tuyền còn xem không, không thì em qua áo màu, em lên áo màu nha mấy chị đẹp ơi. Rồi cái này lên giúp em là mã đen, đen xanh em còn size số 5. Chốt cho em mã đen xanh size 5 nha mấy chị đẹp. Đen xanh size 5 giùm em.
Rồi em còn cái tím này size số 5 đẹp này, mã này các chị lên giúp em là mã bông. Tím, tím, tím hoa hả? Tím hoa là cái nào trời? Tím này hả chị? Em đọc cái nào, mã nào thì chị lên mã đó giùm em đi. Cái này là lên chốt cho em là tím Huế size 1, size 3, size 5. Cái này đúng không chị? Đúng cái này thì lên giùm em là tím Huế 5 em chốt nha. Tại vì nó nhiều bông như thế này mà chị nói vậy sao em biết được cái nào? Có công là chốt nhầm cho mấy chị nữa. Phải thun nha chị Lê Ly Phạm ơi, thun co giãn nha. Chấp thun. Cái này đúng không chị Dương Bảo Ngọc? Rồi lên giùm em mã này là mã tím Huế size 1, size 3, size 5 cho em nha. Chị Hoa Phan ơi, mẫu áo trơn, mẫu bộ trơn là rồi ok, tím Huế này em chốt chị Dương Bảo Ngọc. Chị Dương Bảo Ngọc lên số điện thoại cho em chưa chị Hoa? Chị Dương Bảo Ngọc lên số điện thoại giùm em, không có số điện thoại em không chốt nha, nãy giờ chị không có lên số điện thoại cho em nè. Lên số điện thoại giùm em đi chị. Có màu trắng, có áo trắng luôn nha chị Mười Dương Thị ơi, có áo trắng luôn rồi, tím Huế số 5 em chốt cho chị, mà lên số điện thoại giùm em đi chị đẹp, không có số điện thoại em đâu chốt này được. Số 5 em chốt cho chị Dương Bảo Ngọc. Chị Dương Bảo Ngọc lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. Chị Mùi Dương Thị, áo và ba trắng em có, chị mặc size nào lên cho em, chiều cao cân nặng em lên size cho. Chị Hoa Phan nè, bộ bà ba màu hôm nay là lên giá 130 rồi nha chị, không còn 120 nữa. Cái này em có thông báo trên trang cá nhân cách đây mấy ngày rồi đó chị, là giá nó lên nha chị nha. Giá lên. Chị Mùi Dương Thị cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu cho em, chiều cao cân nặng đi. À, em lên size áo trắng cho nha. Rồi mã này các chị chốt giùm em là mã hoa. Mã hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa giùm em nha. Mã hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chị nào thích cái bông này chốt cho em là mã hoa nha. Chốt hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã hoa. Ok, chị Dương Bảo Ngọc mời cái này chị lên số điện thoại cho em chưa? Em chưa thấy số điện thoại của chị. Chị nào thích mới thì cho em xin chiều cao cân nặng để em báo size cho nha. Rồi ok, em thấy số điện thoại của chị Dương Bảo Ngọc nè. Rồi em thấy số điện thoại chị Dương Bảo Ngọc rồi ha. Rồi ok, chị Thanh Tuyền nha. Trời ơi, nó ẩn comment với chị, em mới ra vô em mới đọc được cái comment của mấy chị đẹp mình luôn á. Rồi bây giờ em lên áo màu trắng nguyên bộ hay quần đen áo trắng? Dạ chị Mười Dương, áo trắng là áo lẻ, chị muốn lấy với quần đen thì lấy, muốn lấy với quần trắng thì lấy, nhưng mà cái áo trắng với quần trắng nó không có cùng trùng một màu nha. Áo trắng với quần trắng không có trùng một màu, cái này em nói trước tại vì nó không phải là nguyên một bộ nha. Đây, áo trắng với quần trắng nó không trùng một màu, cái quần trắng nó trắng hơn cái áo một xíu. Cái này là màu quần trắng, còn cái này là màu áo trắng. Chị Nguyễn My, chị Nguyễn My qua bên trang cá nhân xem giùm em đi, em tắt bên nhóm luôn nha. Chị Dương Bảo Ngọc ơi, nãy giờ chị chốt size số 5 là 65-70kg á, mà giờ chị hỏi 53kg vừa không? Hồi nãy em đã nói là size 5 65-70kg rồi mà chị vẫn cứ chốt. Giờ chị hỏi 53kg vừa không thì em thua rồi. Bởi vì em nói khách mới thì lên cho em xin chiều cao cân nặng mọi người. Bữa trước chị kia 65kg vô bèo 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 chốt size số 2 không à, gửi hàng tới không nhận hàng, em gọi điện hỏi sao không nhận hàng, kêu chị 65kg mà em gửi áo thì nhỏ xíu sao mặc vậy, mà đâu có nói với em đâu mà cứ lên đè đầu số 2 chốt không. Rồi
Em thua luôn á. Và cuối cùng trả cục hàng về. Đây cục hàng về em còn chưa khui ra luôn nè. Chị Dương Bảo Ngọc ơi, vậy là em xả đơn chị ra nha, 53kg mà nãy giờ chốt sai số 5 không à chị. Em đã nói rồi, khách mới thì lên chiều cao cân nặng giùm em. Trời đất ơi, em đã nói lúc chị chốt là em nói là số 5, 65, 70kg rồi, mà chị vẫn cứ chốt không có nói cho em biết. Đây nè chị này nè, 65kg vào đặt size số 2 xong hàng tới kêu là nhỏ quá, sao mặc được lưỡi áo gì nhỏ xíu. Em mới kêu ủa chứ sao bữa chị đặt số 2 kêu chị đâu biết đâu. Trời ơi. Đây nè, này của bà chị này 65kg đặt size số 2 nè. Thiệt á. Đây ha, size số 2 65kg sao mặc vừa. Gửi đi gửi về thấy không mấy chị. Chị không biết, chị phải hỏi em là chị cao bao nhiêu đó, cân nặng nhiêu gì mặc xe máy cái vô đè đầu sai số 5 chốt, trong khi là khi chị chốt là em đã nói là số 5, số 5, 70kg rồi. Rồi bây giờ em xả đơn chị ra nha. Chị Hoa Phan ơi, cái dạ áo trắng là 80 ngàn một áo nha chị Mười Dương ơi. Chờ, nếu mà mình lấy áo không thì mình lấy từ hai áo giùm em nha chị đẹp. Một áo em không có ship. Một áo em không có ship nha. Đó mấy chị thấy không? Vô á là cái chị nào mà khách mới lúc nào em cũng hỏi chiều cao cân nặng hết á. Để em tư vấn sai cho. Đó, cái không có chịu đâu. Cứ vô cái chốt số 2 không á em gửi đi tới kiểm tra hàng, hàng em cho kiểm tra mà mọi người. Ra hàng kêu áo gì mà gửi nhỏ xíu, người ta 65kg gửi áo này sao mặc. Thiệt tình á. À, cho chị bộ màu trơn số 2. Chị Hoa Phan trơn số 2 em hết trơn luôn, em còn 40 năm không à. Dạ đúng rồi chị. Ngại gì mà em hỏi số chiều cao cân nặng nhiều chị không có cho đâu, mà cứ tự chốt mà xong rồi á là mặc gì mà không vừa. Em chào chị Huỳnh Hưng, 40kg là mặc size số 1 đó chị. 40kg mặc size số 1 mà nó cũng còn hơi rộng một xíu nha chị Huỳnh Hưng nha. Bắp bên lại mặc được cho em nha. Nhưng mà mình mặc được size số 1. Rồi không nói vấn đề đó nữa, em like tiếp nha. Vậy là em xả đơn của chị Bảo Ngọc ra. Màu trơn size số 2 hết rồi chị Hoa Phan ơi, còn là size 4 với size 5 không à. Rồi bây giờ em lên mẫu áo đính đá 85.000 một áo nha chị. 85.000 một áo rồi, chị nào thích cái màu này chốt cho em là tím size số 1. Chốt cho em mã tím 1 nha. Tím 1, nói toát mồ hôi không mọi người ơi. Bộ màu trơn em hết, mà chiều nay em sẽ về lô áo trơn không á chị Hoa Phan. Áo không có hình gì luôn á, mình mặc cái quần đen hoặc quần trắng gì cũng được. Nếu chị nào thích cái màu đó. Rồi lên cho em màu này là màu xanh coban. Trời ơi, chị Dương Bảo Ngọc ơi, vậy thì chị chốt cái màu nào mà size vừa của chị đi. Chị 53kg, chị cao bao nhiêu cho em chiều cao đi, em lên cái size vừa cho chị. Mắc mới gì mình lấy size 5 nó bự ché, 5-70kg lận, mình có 53kg à. 53kg là chị mặc size số 3 thôi. Thì em lên lại size số 3 cho chị lựa nha. Đó, chị muốn lựa lại không thì em lên size số 3 cho mình lựa. Rồi cái này các chị lên giúp em là xanh coban mẫu đính đá 85.000 một áo cho mấy chị. Xanh coban em còn size 1, size 2 với size 4. Rồi 53kg 1m6 mặc size số 2 cho em vừa nha chị đẹp. Mình cao mặc size số 2 vừa. Muốn rộng rãi một xíu thì lấy size số 3 nha chị nhớ. Muốn rộng rãi một xíu thì lấy size số 3 cho em. Chị lấy áo bông á, áo bông chị lấy số 3 đi. Còn áo màu á thì chị lấy số 2.
Tại vì cái áo bông thì cái chất nó co giãn, nó ít hơn cái áo màu nha mấy chị. Cũng co giãn nhưng mà cái vải bông thì nó co giãn ít hơn cái vải màu. Đây nha, độ co giãn của áo bông nè mấy chị đẹp nha. Rồi còn độ co giãn của áo màu nha, áo màu nó co giãn mạnh hơn rất là nhiều. Độ co giãn của áo màu nó co giãn mạnh hơn rất là nhiều luôn. Chị Hình Hưng ơi, chị hỏi mẫu nào chị? Mẫu mà em đang lên này là 85.000 một áo, quần đen là 65.000. Chị nào lấy nguyên một bộ thì được giảm 5.000 nha. Còn lấy áo lẻ hoặc quần lẻ không là không có giảm, mà lấy nguyên một bộ là sẽ được giảm. Rồi em lên áo bông lại nè, chị nào lựa áo bông lựa lại giùm em nha. Áo bông là chị Dương Bảo Ngọc bây giờ là chị chốt cho em là size số 3 nha chị đẹp. Chị chốt size số 3 cho em nha. Dạ em cảm ơn chị Hoa Phan. Cái mẫu mà bộ nguyên một màu này á là em còn size 4 với size 5 không à. Em chờ lô mới để về nó ráp size vào đủ em mới like lại được. Tại còn size 4 với 5 em khó like lắm. Đây bộ nguyên màu thì em cũng còn đó, nhưng mà còn size to không à. Là mẫu này. Mà bữa nay á vải không có may luôn, do cái dịch virus vậy. Các xưởng vải là đóng cửa hết rồi mọi người, không có vải nhập về để may, là không có hàng bán luôn. Rồi bây giờ em lên lại áo bông nha, chị Dương Bảo Ngọc lựa lại giùm em nha. Đây chị mặc size số 3 đúng không? Rồi size số 3 em còn mấy cái này em lên nè, chị chốt lại cho em nè. Chị Hình Hưng ơi, chị mặc size số 1 nha chị đẹp. Mặc size số 1 nha, thì ưng cái nào thì chốt cho em luôn. Áo bông em đang lên là 70.000 một áo nha. 70.000 một áo, còn quần đen là 65.000, quần trắng là 75.000 em nha. Đây quần trắng đây nha mọi người. Quần có hai màu nha, áo lẻ phối với quần thì quần có hai màu. Quần trắng. Quần trắng đây nha, quần quần đen như em treo trên canh á. Rồi hoa hồng vàng em còn size 1 2 3 4 5. Đó. Em đọc như thế này á, tức là cái màu cái bông này nó có đủ còn đủ size từ 1 tới 5 thì mặc size số nào thì chốt. Ví dụ như chị Hình Hưng này chốt cái này thì lên giúp em là hoa hồng vàng size 1 kèm số điện thoại. Còn như chị Dương Bảo Ngọc thì chốt giúp em là hoa hồng vàng size số 3 kèm số điện thoại giùm em. Là em chốt nha mấy chị đẹp. Rồi lên giúp em hoa hồng vàng size 1 2 3 4 5 cho mã hoa hồng vàng giùm em nha. Rồi hoa hồng vàng size 1 2 3 4 5. Rồi mã này mấy chị lên giùm em là mã hoa tím. Em còn size 1 và size 2 cho mã hoa tím. Chốt cho em mã hoa tím size 1, size 2. Cái này tay lỡ nha mấy chị. Cái hoa tím này tay lỡ nha. Rồi chị nào thích cái này chốt cho em là hoa tím size 1 và size 2. Chốt mã hoa tím size 1, 2 giùm em. Rồi mã này lên giùm em là mã hoa hồng đỏ. Em còn size 3, 4, 5 cho mã hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ em còn size 3, 4, 5. Đẹp chưa mọi người? Rồi lên mã hoa hồng đỏ size 3, 4, 5 giùm em nha. Đây Dương Bảo, chị Dương Bảo Ngọc chốt lại đi nha chị đẹp. Mặc size số 3 đi là vừa đẹp nha. Rồi chốt cho em mã. Ủa? Vậy chị Dương Bảo Ngọc ơi, cái tím thế hồi nãy em còn cái số 3 đó. Em lấy cho chị là đổi lại cho chị cái tím thế số 3 nha. Chị lấy cái tím thế đó không? Lấy cái tím thế số 3 lại cho chị nha. Có ok thì ok lên giùm em để em lấy lại cái tiếng thế số 3 cho. Tiếng thế này em còn số 3 đó. Nè cái tiếng thế này còn số 3 nè chị Dương Bảo Ngọc. Đó có ok lại cái này em lấy cái này lại cho mình. Hoa hồng đỏ size 3 rồi ok chị. Sương ơi mẹ cho nghỉ đó. Rồi vậy em lấy cái tím Huế này số 3 cho chị luôn nha. Đó vậy mình lấy số 3 về chùa không lỡ lấy số 5 về nó động thùng thình luôn á. Rồi ok chị Dương Bảo Ngọc. Rồi mấy chị đẹp ơi, còn xem chị nào muốn xem áo bông nữa không, hay là em lên áo màu đánh giá tiếp. Em lên màu này là màu xanh ngọc, em còn size 1 với size 3. Chị nào thích cái này chốt cho em xanh ngọc size 1, size 3 nha chị. Mã đính đá nha, đính đá 85.000 một áo. Đẹp chưa? Đá là bao đẹp cho các chị luôn, bao chắc nha các chị. Cái vải của nó mọi người nhìn thấy không? Nó mềm mà
giãn, mặc vô êm cực kỳ luôn. Đó. Rồi chị nào thích cái này chốt cho em xanh ngọc size 1, size 3 nha. Xanh ngọc 13 giùm em nha mấy chị. Đá nè. Đá rất là chắc luôn mọi người nha. Bao giặt máy cho các chị luôn. Rồi chốt cho em mã xanh ngọc size 1, size 3, mã xanh ngọc. Xanh ngọc 13 giùm em ha. Hồi nãy con uống sữa chưa vậy? Rồi xanh ngọc 13 giùm em. Em ở Bình Thuận á chị Dương Bảo Ngọc, chị ở đâu? Em ở Bình Thuận nha chị. Rồi lên mã xanh ngọc size 1, size 3 cho em. Rồi em lên tiếp nha. Như cái mẫu này là chị Dương Bảo Ngọc mặc size số 2 thôi nè, tại vì độ co giãn nó rất là tốt. Thì cái mẫu này chị mặc size 2 thôi là vừa nha, hoặc là size 3 cũng được. Còn mẫu áo ông mặc size số 3. Rồi em lên tiếp. Rồi này chị Hình Hưng, em còn cái này size số 4 nè, xanh coban. Rồi chị nào thích cái này chốt cho em là xanh coban nha. Em còn size 1, size 2 và size 4. 63kg mấy 6 mặc size số 4 nha chị Thanh ơi. Mặc size 4 nha chị đẹp. Rồi lên giúp em mã xanh coban, em còn size 1, 2, 4. Nói với các chị luôn là mẫu đính đá em chỉ còn một cái mẫu lô này duy nhất nữa là hết rồi. Không có ra mẫu đính đá nữa luôn. Tại vì giá bây giờ quá cao. Giá vải cũng cao và giá nhân công nó cũng tăng luôn. Cho nên là ép đá rất là cực. Rồi mã đỏ lên giúp em đỏ, em còn size 3, size 4 mã đỏ. Hoa xem lại. Rồi ok chị Huỳnh Hưng nha, hoa xem lại. Rồi lên giúp em mã đỏ, em còn size 3 và size 4 mã đỏ. Đỏ size 3, size 4 giúp em nha. Rồi mã này lên giúp em là mã xanh dương đậm. Em còn size 1, size 2, size 4 cho mã xanh dương đậm. Trời ơi, này cái đá này nó đẹp chưa nè mấy chị. Chốt cho em mã xanh dương đậm size 1, size 2, size 4 mã xanh dương đậm nha. Đẹp cực kỳ. Chị Hình Hưng, hoa xem lại hoa size mấy? Chị nói size đi, em lên cho size của size số 40kg của chị hay là sao? Để em lựa cái nào mà có size số 1 em lên cho nó nhanh, tại hoa nãy em mới lên rồi á. Rồi lên cho em mã xanh dương đậm size 1, size 2, size 4, những cái màu này lên vùng trắng cực kỳ đẹp. Chị Dương Bảo Ngọc nãy nói ở đâu?
Đại Đồng Văn, Đại Đồng Văn Lâm, Hà Nội hả chị? Nói chung á là ngoài tỉnh á là từ 3 đến 5 ngày, còn Hà Nội là phải 7 ngày mới tới nha mấy chị đẹp. Hà Nội hoặc là Cà Mau rồi đó là từ 5 tới 7 ngày mới tới. Nhưng mà Hà Nội là 7 ngày, thường em gửi là 7 ngày. Tại vì em ở tận Trung Nam mấy chị ở ngoài Bắc mà hơi xa. Rồi lên giúp em mã xanh dương đậm, em còn size 1, size 2, size 4 cho màu xanh dương đậm nha. Chị Huỳnh Hưng ơi, chị muốn xem áo bông size số mấy, chị lên size đi, em lên em tìm cái bông mà nó có size đó thôi, em lên cho nó nhanh nha chị. Hưng Yên á 7 ngày mới tới chị ơi. Nói chung là ngoài Bắc á, từ Thanh Hóa trở ra là 7 ngày mới tới. Rồi cái tím này các chị lên giùm em là mã tím cẩm, em còn size 1 2 3 cho màu tím cẩm. Hưng Yên á 7 ngày mới tới á chị. Rồi tím. Ngoài cái này tím cẩm đâu. Tím sen nha mấy chị ơi, màu tím sen. Lên cho em mã tím sen, em còn size 1 2 3 cho màu tím sen. Rồi chị nào thích màu này chốt mã tím sen giùm em nha. Tím sen nha mấy chị đẹp ơi. Tím sen. Tím sen em còn size 1, size 2, size 3 cho mã tím sen. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giùm em tím sen size 1, 2, 3. Ok chị Dương Bảo Ngọc nha. Rồi tím sen em còn size 1, 2, 3. Mã này lên giúp em là mã hồng sen, em còn size 1, size 2 màu hồng sen. Lên giùm em màu hồng sen, em còn size 1, size 2 mấy chị đẹp. Ủa? Không có thấy comment chị Thanh ơi, chị trốn gì? Hoa xanh biển size số 4. Chị Huỳnh Hưng ơi, hoa xanh biển là nào chị? Nãy giờ em không có lên xanh biển. Nãy giờ em lên là xanh coban à, size số 4, chị có chốt xanh coban không? Nó ẩn comment em không thấy chị Thanh SG, chị chốt gì chị lên lại giùm em với, em không có thấy comment luôn á. Không thấy comment chị Thanh ơi, comment gì comment lại giùm em đi. Trời ơi, bữa giờ like cực lắm mọi người. Không có thấy comment gì, em cứ ra, em vô em mới đọc được cái, em ra em vô em đọc được cái gì đó. Chốt gì chốt lại giùm em nha. Rồi chị gì đó, chị Hình Hưng, chị chốt cái gì hoa xanh gì size số 4 là hoa xanh gì em cũng biết luôn. Áo hoa xanh size số 4 hả chị? Nãy giờ em đâu có lên cái áo hoa xanh nào size số 4 đâu ta. Rồi bây giờ em lên áo bông lại lần nữa nè, chị nào chốt lại giùm em nha. Hoa xanh size số 4, nãy giờ em đâu có lên cái hoa xanh nào size số 4 đâu. Chị Thanh ơi, chị chốt gì chị comment lại lên giùm em muốn thấy. Số 4 xanh cô ba một bộ rồi, ok chị. Số 4 xanh cô ba một bộ. Em coi. Rồi số 4 xanh cô ba một bộ cho chị Thanh. Một bộ. Có gì nữa không chị Thanh? Cái A đỏ có chốt không? Chị Huỳnh Hưng cứ áp bông chờ em một xíu nha. Còn size số 4 em còn màu vàng nè. Hết. Áo hoa xanh size 4 chờ em một xíu nha. Trời ơi, like mọi người.
ta đặt mà không có thấy gì người ta ra hết trơn. Rồi màu hồng ruốc em còn size 1, size 4 nè chị Huỳnh Thanh, mã hồng ruốc nha chị. Hồng ruốc em còn size 1 với size 4. Rồi lên mã hồng ruốc size 1, size 4 giùm em nha. Hồng ruốc em còn size 1 và size 4. Hồng ruốc em còn size 1, size 4 với lại màu vàng size thứ 4 nữa là hết size 4 rồi đó chị. Chị Huỳnh Hương chờ em lên hết cái này, em lên áo bông size 4 cho chị lựa nha. Rồi màu vàng chốt cho em vàng 4. Lên mã vàng 4 giùm em nha mấy chị ơi. Vàng 4 cho em nè. Rồi chị nào thích này lên giúp em vàng size số 4. Rồi em lên áo bông lại size số 4 chị Huỳnh Hương coi cái nào có size số 4 thì chốt nha chị. Rồi, cái này là mã hoa hồng vàng em còn size 4 nè. Hoa hồng vàng em còn size 4, có chốt thì chốt lên giùm em là mã hoa hồng vàng size số 4. Nãy giờ đâu có cái hoa xanh nào size 4 đâu. Rồi cái hoa trắng này em còn cái hoa trắng này size 4 nè. Mã này lên giùm em là mã hoa trắng size 4 nha chị đẹp. Rồi lên mã hoa trắng size 4 giùm em nha. Hoa trắng size số 4. Chốt mã hoa trắng 4. Hoa trắng 4. Rồi cái này lên giùm em là mã đen đỏ em còn size số 4. Đen đỏ size 4 giùm em luôn. Đây nè. Đây đen đỏ này em còn size số 4 nè. Đó, số 4 là 60 đến 65 kg nha chị Huỳnh Hưng, mà 65 kg phải cao 1m55 trở lên mới vừa nha chị. Dưới 1m55 là không có vừa size số 4 đâu nha. 65 kg mà dưới 1m55 là không vừa size số 4. Rồi cái này lên cho em mã đen đỏ size 4. Áo hoa xanh size 4 là không có cái nào luôn á chị, nãy giờ em không có lên cái nào mà áo hoa xanh size 4 hết á. Đó, nãy giờ em lên cái mấy cái nào mà còn size 4 em lên rồi đó. Chốt thì chốt giùm em. Rồi em xuống like nha mấy chị đẹp ơi, còn mấy người à. Nhìn Hương ơi, lấy cái đen đỏ số 4 này đẹp nè chị. Rồi, còn cái đen đỏ đó là số 4 nha. Rồi, không còn cái hoa xanh nào mà xuống. Ờ, đen đỏ đây em còn cái size thứ 2 luôn nè. Hết rồi đó, hết rồi đó.